Alo, nghe ạ. Mã đơn cho em bé ơi, đọc đọc mã đơn cho em này. Cần đọc đọc cả số, đọc cả số ạ. Đó cả số anh ơi. Rồi. 404. Năm thì thiếu gì đấy ạ? Vâng. Đơn hàng là thiếu gì ạ? Dạ. Anh nghỉ 5 triệu ạ. Em là người khác. Ừ, cái đơn này của anh có cọc đấy ạ. Alo. Đơn này nếu như mà anh nhìn thấy 2 bộ thì anh tách 2 bộ anh ra cho em. Sao lại không tách được hàng chị? Anh nên ra hàng một phần cho em với ạ. Anh nên ra hàng một phần cho em. Anh nên ra hàng một phần cho em. Anh giao những cái còn lại còn mất là 2 bộ anh gửi đóng gửi về cho em, anh nên trả ra một phần em chuyển cho anh ạ. Bây giờ là hai, đây là 2370, 2370. Hello, em xin chào anh Nguyễn Kim nhá, em chào anh Phương Tô, em chào anh Đinh Trường nhé, em chào tất cả mọi người đang xem nhé. Mọi người ơi, mọi người đang xem, mọi người chấm bài thả tim cho em nhé. Một triệu 230 anh em tặng giá một phần để cốt 1.230.000 cho em. Em chào anh Thạch nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhé. Anh ơi, chia sẻ bài cho em nhé. Chia sẻ bài. Em chào tất cả mọi người đang xem nhé. Em chào anh Long Hoàng, em chào anh Nguyễn Kim nhé. Em chào anh Phương Lê này. Mọi người ơi, mỗi người đang xem cho em xin một chấm nhé. Mọi người chấm bài thả tim tương tác cho em nhé. Mỗi người cho em xin một nút chia sẻ để bắt xem lên cho em nhé. Mọi người vào xem đông đông một chút thì em sẽ lên mẫu cho mọi người ạ. Mũi soi bản lề à? Ok anh nhé. Mọi người ơi, mọi người có nghe rõ em nói không? Mọi người nghe rõ, mọi người comment giúp em nhé. Còn nếu như mà không nghe được hay như nào thì mọi người cũng comment để em biết nhé mọi người nhé. Mọi người đang quan tâm sản phẩm gì bên Vinachi nhé, thì mọi người cứ comment cái mã sản phẩm lên thì em sẽ ưu tiên lên trước mọi người nhé. Còn bên Vinachi chúng em thì sẽ bán rất là nhiều mặt hàng rồi ạ. Nếu như mọi người đã là khách hàng của Vinachi thì mọi người sẽ biết nhé, thì bên em bán tất cả các loại mũi soi này, máy móc này, máy chế biến gỗ, máy cầm tay, rồi các loại keo dán gỗ này,
Đó, và rất là nhiều các sản phẩm khác, thì chỉ cần mọi người là đang quan tâm sản phẩm gì thì mọi người có comment cái mã sản phẩm đó giúp em nhé, thì em sẽ lên cho mọi người ạ. Mũi soi bản lề đấy nhá, mũi soi bản lề em có cái mũi này nha anh. Đây nhá anh Long Hoàng ơi, đây nhá em có cái mũi này này. Anh đang cần kích thước rộng bao nhiêu ạ? Anh đang cần kích thước rộng bao nhiêu anh? Anh cần kích thước rộng bao nhiêu để em báo giá cho mình nhá. Có mũi bo tròn 5 ly 4 dao cốt nhỏ không em? À em cốt nhỏ em chỉ có cốt 12.7 thôi anh ạ. Cái còn lại 4 cánh. 4 cánh hả? 4 cánh. À đây 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 đây. Anh Hữu Cảnh ơi, anh kiểm tra tin nhắn em nhé. Em gửi mẫu qua tin nhắn ạ. Em không có R3 thôi. R3 thôi có được không anh? R3 thôi có được không ạ? Đây nha anh Long Hoàng ơi, anh đang cần cái mũi này là cái kích thước của nó rộng bao nhiêu để em báo giá nhé. Cái mũi này đánh bản lề được nhá anh ơi, cái mũi này đánh bản lề được ạ. Còn mũi hèm nhá, đây mũi hèm em có mũi hèm nữa này. Mũi đầu vinh. Cái mũi cất hèm tay nắm không chốt hay là cất đi rồi ta? Cái mũi này đánh bản lề được nhá, cái mũi này đánh bản lề được anh ạ. Còn mũi đánh hèm thì em cũng có nhá, nhưng mà em cũng đang không biết đâu rồi ấy. Đây đây đây, đây móc khép hèm tay lắm. đây nhá, còn cái mũi này đánh còn cái mũi này đánh hèm này, Móc khoét móc và hèm tay nắm cho em nhá. Đây cái mũi này đánh bản lề được này, thì mọi người cần mũi rộng bao nhiêu nhá? Hay là bên em còn đang gọi là mũi soi vuông đấy mọi người nhé. Đó, thì mọi người cần rộng bao nhiêu để em báo giá cho mọi người nè. Đó. Còn mũi này là mũi mũi khoét hèm này mọi người nhé. Mũi này mũi khoét hèm này. Mọi người ơi, mỗi người đang xem, mọi người chấm bài, chia sẻ bài lên giúp em nhé. Mọi người đẩy mắt xem lên cho em với, thì để em lên mẫu cho mọi người nhé. Em chào anh Huỳnh này, em chào anh Quang Huy nhé. Em chào anh Triệu Anh này. Mọi người ơi, mỗi người cho em xin một nút thả tim nhá. Mọi người cùng tương tác với em nhé. Mọi người cho em xin một nút chia sẻ. Mọi người đẩy mắt xem lên cho em nhé. Mọi người vào đông đông một chút này. Mọi người cần sản phẩm gì mọi người comment cho em ạ. Cái mũi này hay 2.5 ạ. Đây nhá, mọi người đang quan tâm sản phẩm gì mọi người cứ comment cho em nhé. Mũi 2 phân à, 2 phân và 2 phân 5 ok nhé. Đợi em một chút ạ, mũi 2 Không phân. có mũi 2 phân, có mũi 1 phân 9. Anh Long Hoàng ơi, cái này sẽ có mũi 1 phân 9 nhá. Máy chưa vào được. Cái mũi này bên em có mũi 1 phân 9 anh nhá. Mũi 2 phân mũi 2 phân rưỡi, hàng rẻ của nó là 120.000. Cái đấy nó còn hàng đắt nữa. Anh Quang Huy ơi, cái mũi này nhá, 2 phân rưỡi thì cái hàng hàng rẻ của nó là 120 25.000, hàng đắt là 165.000, mũi rộng 2 phân rưỡi. Còn hàng đắt là 165. Đó, hàng đắt là 165, hàng rẻ là 145 ạ. Mũi Thì 1 phân 9 là giá là 135.000. Mũi 1 phân 9 là giá 135.000 anh nhá. Còn 2 phân tròn thì em không có anh Long Hoàng ạ. Anh Long Hoàng ơi, mũi đây nha mọi người ơi, ai lấy mã này để lại cho em, mã là mũi soi vuông này, mũi soi vuông kèm kích thước nhá, em sẽ báo giá cho mọi người, mũi soi vuông kèm kích thước em báo giá cho mọi người ạ. Thì cái mũi anh Quang Huy ơi nhá, cái mũi này 2 phân rưỡi nó sẽ có hai hai loại này. Loại rẻ sẽ là 145.000, còn loại đắt sẽ là 165.000. 2 phân trở xuống anh Long Hoàng em đang báo giá anh cái mũi 1 phân 9 đấy, cái mũi 1 phân 9 là giá 135.000 nhá. Mũi 1 phân 9 là 135.000 anh Long Hoàng nhá. Anh lấy thì để lại mã giúp em ạ. Đây nhá mọi người ơi, cái mã này là mũi khoan bản đây nhá, cái này mũi soi vuông mọi người có thể sử dụng để khoan bản lề đều được nhá. Mọi người sử dụng khoan bản lề đều được giúp em này. Ai lấy mọi người để lại mã giúp em là mũi soi vuông kèm kích thước, em sẽ báo giá cho mọi người nhá. Anh Huy ơi, anh xem anh có muốn lấy luôn không anh nhá. Đây em có hai loại này, loại 1 là giá 165.000, còn loại 2 là giá ok này, anh có muốn lấy luôn không anh Long Hoàng ơi?
giá 135.000 cộng 20.000 phí ship thì giá của nó sẽ là 155.000 nhá. Anh lấy để lại mã giúp em là mũi soi vuông kèm số điện thoại nhá, em để em gửi cho anh nhá. Anh Huy, anh xem lấy hàng loại 1 hay loại 2 anh nhá. Đây, hàng loại 1 là 165, loại 2 là 135.000 ạ. Anh Nguyễn Luân ơi, em có mũi đào của máy cốt bé nhá, thì anh cần cái mũi đào đấy rộng bao nhiêu ly, em có từ 6 ly cho đến 5 phân đấy anh. Anh Phi Long Trần ơi, cái mũi uốn cong gỗ nhá, uốn cong gỗ bên em là hiện tại đang có 3 kích thước này. Hiện tại đang có 3 kích thước đây nhá, cái mũi uốn cong này. Bên em có bán luôn cả keo uốn cong luôn mọi người nhá. Đây. Đấy nhá, bên em có bán luôn cả keo uốn cong cho mọi người này. Trên tay em đang cầm là hai mã sản phẩm liên quan đến uốn cong nhá. Đấy, hai sản phẩm này sẽ hỗ trợ mọi người, keo thì sẽ hỗ trợ cho mọi người trong quá trình mọi người uốn cong này. Thì bên em có cả keo hỗ trợ cho uốn cong gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên nhá. Gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên này. Thì cái này nhá, mọi người có thể kết hợp cả hai được, hoặc là mọi người anh Lo Hoàng ơi, hôm trước là hôm trước em cũng nhớ là anh có mua rồi, nhưng mà không không biết là anh đã đặt cái đơn đấy chưa. Hôm trước em nhớ anh có hỏi em một mã sản phẩm, nhưng mà em không biết là hình như là anh chưa chốt đâu, hình như là anh chưa chốt. Hôm đấy anh có hỏi em cái mũi gì ấy, anh có hỏi rồi nhưng mà anh chưa chốt, cho nên là cứ cho em xin lại số điện thoại nhé. Nếu như mà em mà gửi đơn rồi thì nó sẽ có đó, địa chỉ trên hệ thống anh nhé. Đây nhá mọi người ơi, cái 6 ly, anh Nguyễn Luân đang bảo 6 ly. 6 ly 6. Đây nhá mọi người ơi, mọi người có thể lấy kèm hai cái này là bộ đôi, hoặc là mọi người có thể lấy mũi và keo riêng cũng được. Keo này là keo hỗ trợ uốn cong, thì giúp hỗ trợ mọi người trong quá trình uốn cong nó dễ dàng hơn mọi người nhé. Nó sẽ có 3 kích thước này. Đây nhá, hiện tại trên tay em đang cầm kích thước nhỏ nhất là R18. Kích thước nhỏ nhất là R18 nhá mọi người nhá. Đây ạ. Đó, cái mũi này là mũi uốn cong này, R18, R30 và R50 nhé mọi người nhé. Đó, thì mọi người lấy cái kích thước nào thì mọi người comment cho em ạ, kích thước đó nhé. R18 giá là 310.000, còn R30 là giá 340.000, còn R50 là giá 450.000 mọi người nhé. Thì mọi người lấy mã nào mọi người comment cho em cái mã đó giúp em này. Mọi người lấy R18 comment cho em R18 kèm số điện thoại. R30 comment cho em R30 kèm số điện thoại và R50 kèm số điện thoại mọi người nhé. Anh Vân ơi, mũi mũi đào 6 ly em có hàng loại 1 của nó là giá 80.000, hàng loại 2 của nó là giá 35.000 một chiếc anh nhé. Anh Luân ơi, bên em vừa báo giá đấy, anh có nghe rõ không ạ? Mũi vẽ 5 phân giá bao nhiêu đấy? Mũi V 5 À, phân. mũi V. Mũi V 5 phân, mũi mòi, mòi V đúng không? Mũi mòi V 5 phân bên em đang bán giá của nó là 385.000 một mũi ạ. Phí vận chuyển của nó là 20.000 ạ. Đây nha anh ơi, cái mũi mòi V này bên em nhé là hàng hợp kim đức này, em giơ lên cho mọi người xem nhé. Cái mũi này bên em nó có các kích thước là 32, 40, 50 và 60 ạ. Thì mọi người lấy kích thước nào thì mọi người comment cho em cái mã kích thước đó nhé. Mũi mòi này 32, 40, 50 và 60, nó sẽ gồm 4 kích thước ạ. Kích thước 50 của nó là giá 385.000. 385.000 một mũi. 385.000 nha anh ơi. Anh Sáu ơi, giá 385.000. Ok anh Phi Long Trần, anh Phi Long Trần ơi, cho em xin lại số điện thoại luôn nhá. Không thì để em lên luôn đơn, hiện tại là đang em sẽ lên đơn luôn, không có lát nữa xuống ai rồi. Em muộn cho em xin lại số điện thoại thôi là được anh ạ. Em chốt cho anh một mũi R50 nhá. Mũi R50 là anh có muốn lấy keo không? Anh có muốn lấy keo luôn không anh? Anh muốn lấy keo luôn không? Hay là chỉ lấy mũi thôi? 450.000 cộng 20.000 phí ship là 470.000 anh ạ. Anh có muốn lấy keo luôn không? Đây nhá mọi người ơi, cái mũi mòi này, mũi mòi V bên em nhá. Đó, cái mũi này này thì bên em sẽ có 4 kích thước này, 32, 40, 50 và 6 và 60. Thì mọi người lấy kích thước nào mọi người comment cho em là mũi mòi kèm kích thước nhá. Anh ơi, cái mũi 50 là giá 385.000 anh nhá. Đó. Hàng hợp kim đức nhá mọi người ơi, hàng hợp kim đức ạ. Đây nhá, đó, hàng hợp kim đức bên em này. Mọi người ơi, mọi người có nghe rõ em nói không? Mọi người mà nghe được thì mọi người thả tim tương tác cùng với em nhé. Chứ mọi người xem nhé, mọi người muốn lên mã sản phẩm nào thì mọi người cứ comment cho em biết nhé. Mọi người tương tác của em để em biết là mọi người cũng đang rất là quan tâm sản phẩm bên Vinachi nhé mọi người nhé. Mỗi người đang xem cho em xin một nút chia sẻ nữa nhé, mọi người đẩy mắt xem lên cho em rồi ạ.
Ở bên Vinachi thì rất là nhiều sản phẩm luôn. Đó, chỉ cần là mọi người lên mã sản phẩm nào thôi. Bên em có ở phòng live em sẽ lên luôn cho mọi người nhá. Đây em sẽ qua mã nhá mọi người ơi, em sẽ qua mã nhá. Mũi uốn cong này. Ai còn lấy mã sản phẩm mũi uốn cong thì mọi người comment cho em nhé. R18 là 310.000, R30 là 340.000 và R50 là giá 450.000 mọi người nhé. Đó thì mọi người lấy mã nào mọi người chỉ cần comment cho em cái mã mọi người cần lấy thôi. Anh Phi Long Trần. Mọi người ơi, mọi người muốn lên mã sản phẩm nào không? Mọi người comment cho em nhé. Anh Long Hoàng ơi, anh còn ở đây không? Anh chốt một cái mũi này là mũi 1/9 đúng không? Là giá 130.000 cộng 20.000 phí ship là 150 ạ. Anh xem có anh còn ở đây không thì xác nhận lại giúp em nhé. Không lấy keo. Anh ơi, cái đơn này bên em ấy thì với giá trị đơn hàng ngày hôm nay thì em vẫn chưa hỗ trợ được, thì anh thông cảm cho em nhé. Nếu như mà đơn sau mà anh lấy cái giá trị đơn hàng nó nhiều hơn một chút ấy thì em hỗ trợ được. Cho nên là cái này phí ship 20.000 thôi anh ạ, thì tổng là 470.000 anh nhé. Số điện thoại là 094 mũi R50. R50 hết rồi, chị đang xin không được. R50 á. Nay còn chị còn đơn chưa chưa cả có hàng này đi. Không có mấy cái. Anh Long ơi, em vừa kiểm tra tồn ý, thì là cái mũi R50 bên em hiện tại lại đang tạm hết mất rồi, thì nó chỉ còn lại mũi R18 và R30 thôi. Thì anh xem là trong hai mũi đấy thì anh có muốn đổi sang hai mũi đấy không anh? Có lưỡi cưa 185 80 răng không? Chỉ 18 có 60 răng thôi. Nếu như mà 185 em chỉ có 60 răng thôi anh ạ, em không có 80 răng. Anh Long ơi, cái em vừa xem kho em vừa kiểm tồn ý, thì cái mũi R50 lại đang đang hết mất rồi. Thì anh có muốn đổi sang mũi R30 không? Anh có muốn đổi sang mũi R30 không anh? Còn lưỡi cưa 185 thì bên em chỉ có 60 răng thôi, không có 80 răng anh ạ. Đây nhá mọi người ơi, cái keo nhá, bên em sẽ có hai dòng keo hỗ trợ uốn cong là keo dành cho gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp mọi người nhá. Thì mọi người muốn lấy cho ra dòng gỗ nào thì mọi người comment cho em nhé. Thì bên em đều có bán cho cả hai dòng tự nhiên và công nghiệp luôn ạ. Thì mọi người muốn lấy dòng nào mọi người comment cho em là keo gỗ công nghiệp hoặc keo gỗ tự nhiên nhé. Đó, bên em sẽ có hai dòng hỗ trợ như này cho mọi người, sẽ có hai đây nhá, sẽ có hai dòng keo hỗ trợ cho mọi người nhé. Anh Long ơi, em hết được em đăng hết cái mũi R18. À để anh mua cho. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Sau thì lại xem cần sản phẩm gì thì ủng hộ em nhá. Tại bên em lại đang tạm hết cái mũi R50 mất rồi. Chỉ còn mũi R18 và R30. Mộng tủ bếp à? Ok anh ạ. Cho xin vài mẫu bếp mộng tủ bếp. Lên bộ mũi 6 ly 3 cho xem coi em. 6 ly 3 chắc là bộ 12 mũi soi rồi. Đây nhá mọi người ơi, em lên mã sản phẩm tiếp theo này. Cho xin một vài mẫu bếp mộng tủ bếp. Ok, anh Dũng ơi đợi em một chút nhá. Đợi em một chút ạ. Đây nhá mọi người ơi, em lên mã sản phẩm tiếp theo này. Bộ 12 mũi soi nhá. Bộ 12 mũi soi này thì bên em có hai bên em có hai loại nhé. Một loại là cốt 12.7 và một loại là cốt 6.35, lưỡi cưa Makita 255 40 răng. Chị thử cho em lưỡi cưa Makita bao nhiêu? 255 40 răng. 255 Đây nhá mọi người ơi, cái bộ sản phẩm em đang cầm trên tay nhá, bộ 12 mũi soi này. Hiện tại cốt em đang cầm là cốt 6.35 luôn nhá. Cái này nhá nó sẽ bao gồm 12 mũi soi khác nhau này, mũi soi chữ F này, mũi soi mũi tên, mũi lấy lền rồi mũi mũi vác, mũi hép nhá và rất là nhiều các mũi soi khác nha mọi người. Đó thì cái mũi này bên em có giá là 185.000 giá cả ship nha mọi người ơi. Đây sẽ được đựng trong hộp như này cho mọi người nhá. Đựng trong hộp như này 185.000 nha anh ơi, 185.000 giá cả ship ạ.
Anh ơi, không phải em từ chối bán đâu anh ạ, mà là bên em hết hàng thật, bên em chứ có khách nào không bán anh. Đây chẳng qua là bên em là hiện tại cái mã đấy là em đang hết thôi, còn cái mã 18 và 30 bên em vẫn còn. Thì em mới hỏi anh là anh có muốn chuyển sang cái hai cái mã đó không ấy, còn mã 50 thì hiện tại là em đang hết. Chứ không phải là em không muốn bán hàng đâu, trời ơi, bán hàng thì rất là cần khách rồi, chứ không phải là từ chối khách đâu, cho nên anh thông cảm cho em nhé. Đó, hiện tại cái mũi 18 và mũi 30 thì bên em vẫn còn luôn. Đó, thì chỉ là cái mũi mà 50 thì em tạm hết thôi. Nếu như mà anh chuyển sang được cái mũi 30 thì em vẫn còn để bán anh nhé. Đó, chứ không phải là từ chối không bán cho anh đâu. Lưỡi cưa gỗ hợp kim Makita đường kính 255 mm, cốt trục 254 60 răng, giá của nó là 430.000 một chiếc. Anh Quốc Phạm ơi, lưỡi Makita nhá, 255 40 răng. Không phải, em hỏi chị là còn tồn không đấy, thì chị bảo là hết rồi. Thì em mới để báo lại anh đấy, chứ không phải bàn với nhau là không bán cho anh đâu. Trời ơi, khổ lắm. Bán hàng có ai chê khách bao giờ đâu anh. Bán hàng trời ơi, còn đang cần khách chứ ai chê khách anh. Em hỏi chị kiểm tra hàng tồn giúp em xem còn tồn không đấy, để em báo anh. Nhưng mà chị bảo là hết tồn rồi. Chị bảo là hết tồn rồi, cho nên là để em mới báo lại với anh đấy. Khổ lắm, không ai chê khách đâu. Đó, thông cảm cho em nhá. Đây mọi người ơi, anh Quốc Phạm ơi, giá lưỡi cưa 255 40 răng nhá. 430.000 một À, chiếc. giá 430.000 nhá anh nhá, giá 430.000 ạ. Thì anh xem là có muốn lấy luôn không anh nhá. Anh Quốc Phạm ơi, anh còn ở đây không? Giá 430.000 lưỡi cưa Makita 255 40 răng ạ. 430.000 nhá. Anh lấy thì để lại mã giúp em nhá. Anh lấy để lại mã giúp em kèm số điện thoại nhá. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy mã này để lại mã giúp em là bộ 12 mũi to hoặc bộ 12 mũi nhỏ nhá. Mũi nhỏ này bên em đang cầm là tay em đang cầm là cốt 6.35 này, giá 185.000. Còn bộ mũi to là cốt 12.7 ạ. Thì mọi người lấy cái bộ nào mọi người comment cho em nhé. Anh Thạch ơi, anh có muốn lấy luôn một bộ này không? Giá 185.000 thôi ạ. Hàng loại một luôn nha anh Quốc Phạm ơi, hàng loại một luôn ạ. Nhận hàng thì anh kiểm tra hàng nhé. Nhận hàng thì anh kiểm tra hàng cho em ạ. Hàng loại một bên em nhé. Giá 430.000 ạ. Anh lấy để lại mã giúp em kèm số điện thoại nhé. Đây nha mọi người ơi, còn ai lấy bộ mũi soi này, anh Thạch ơi anh có muốn lấy luôn không? Đây cái bộ em đang cầm là bộ nhỏ đây nhá, giá 185.000. Ai lấy bộ này comment cho em là bộ 12 mũi to hoặc bộ 12 mũi nhỏ nhá, giá của nó bằng nhau 185.000. 185.000 trên một bộ nhá, trên một bộ to và bộ nhỏ luôn nhá mọi người nhá. Em qua mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người ạ. Rồi, ok anh Thạch, cho em xin số điện thoại nha anh Thạch ơi, cho em xin số điện thoại ạ. Cho em xin số điện thoại nhá. Anh ơi, anh xem là ở anh mua cái lưỡi 50 em tìm gửi cho anh. Thế thì em phải đợi chuyến hàng bên em về anh ạ. Tại vì hiện tại là kho em thì đang hết rồi, thì phải đợi là nhập chuyến mới thôi. Còn nếu như mà sẵn bây giờ thì bên em đang tạm hết rồi anh ạ. Có máy cắt góc 45 độ không em? Có máy cắt góc 45 độ. Anh ơi em có nhá, em có máy cắt góc 45 độ ạ. Mấy ngày cũng được, cái này thì em cũng chưa biết được là mấy ngày về ấy, thì có gì để mai em, cái này thì em phải hỏi hỏi sếp nhá, cái này thì em phải hỏi sếp ạ. Tại vì là hiện tại thì là đang hết rồi thì em phải hỏi sếp xem đã thì em mới báo lại cho anh chính xác được anh nhá. Anh Thái ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ em gửi cho anh một bộ nhá, em chốt cho anh một bộ. Anh lấy bộ nhỏ đúng không, bộ 6.35 đúng không ạ. Mọi người ơi, còn ai lấy bộ 12 mũi soi thì mọi người comment cho em bộ 12 mũi to hoặc bộ 12 mũi nhỏ anh nhé. Anh Quốc Phạm ơi, anh xem là ở trên đó ấy, thì anh xem ở trên đó là phải cưa là có giống như bên em không? Đó. Có giống bên em không ý anh? Anh Hoàng Phong ơi, mũi soi cổ chỉ liền. Anh Quảng ơi, bên em keo bên em vẫn chưa anh ạ. Trời ơi, khách cũng đang hỏi rất là nhiều luôn, bên em cũng đang nợ đơn khách cũng khá là nhiều ấy. Thì anh đang cần nhiều không anh? Anh có đang cần nhiều không ạ? Ok anh Long nhá, thì em có số của anh rồi, nếu như để mai em hỏi lại sếp em rồi có gì em nhắn lại cho anh nhá. Đây nhá mọi người ơi, cái mã sản phẩm tiếp theo này, mũi soi cổ chỉ liền nhá. Mũi soi cổ chỉ liền bên em này, đây ạ. Mũi soi cổ chỉ liền này, đó mọi người nhìn nhá.
Mũi này bên em có giá là 140.000, cộng 20.000 phí ship là 160.000 mọi người nhá. Đây ạ. Ai lấy mã này để đại mã giúp em là mũi soi cổ chỉ liền. 50 cân á, anh lấy 50 cân á. Anh lấy keo thùng vàng đúng không anh? Ok này, em thấy số điện thoại địa chỉ của anh Thạch rồi này. Em cảm ơn anh Thạch đã ủng hộ em một bộ mũi soi nhỏ nhá. Anh xem like xem là anh cần thêm sản phẩm gì nữa không thì để em gửi dồn đơn cho anh nhá. Anh Quảng ơi, có phải là anh đang cần cần keo thùng vàng Duravan không? Có phải anh đang cần keo dán gỗ thùng vàng Duravan không anh? Đây nhá, đây nhá mọi người ơi, ai lấy mã này để lại mã cho em là mũi soi cổ chỉ giá 140.000 cộng 20.000 phí ship nữa là 160.000 nhá, 160.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo này, em lên mấy mẫu tủ bếp cho mọi người nhá, máy phun 10 lít. Keo nước á, keo nước chắc là keo thùng vàng đúng không anh? Keo thùng vàng Duravan đúng không? Năm mươi cân, 50 cân. Anh Quảng ơi, đây anh xem có phải là cái keo này không? Anh Quảng, anh xem có phải keo này không nhá? Anh xem có phải keo này không anh nhá? Mũi vát HK bao nhiêu em á? Mũi vát hợp kim à? Mũi vát hợp kim đúng không? Mũi vát hợp kim bao nhiêu? Anh ơi, cái bình áp sơn đằng sau em nhá, 10 lít là có giá là 1 triệu 250 nghìn nhỉ? Đúng không? 1 triệu 250. Anh để cái tiếng chữ Thái cho nên em cũng không biết là tên anh là gì luôn. Cái bình áp sơn 10 lít nhá, đằng sau em này có giá là 1 triệu 250 nghìn, sẽ bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm là dây dẫn sơn và đồng hồ nhá mọi người nhá. Đầy đủ phụ kiện đi kèm là dây dẫn sơn và đồng hồ ạ. Mũi vát hợp mà anh Tuấn đầu gỗ ơi, anh đang hỏi mũi vát hợp kim đúng không? Anh đang hỏi vát bao nhiêu ạ? Anh đang hỏi mũi vát bao nhiêu anh? Đây nha, em lên mấy mẫu tủ bếp cho mọi người này, từ nãy giờ là mọi người đang hỏi mẫu tủ bếp này. Em lên mẫu tủ bếp nhá. Anh cần mũi vát bao nhiêu ạ? Chốt chốt TP đang nói bao xiền em? Chốt gì? Chốt TP là chốt gì? Chốt TP đang nói bao bao nhiêu tiền em? Chốt TP là cái gì ta? Mình vừa cầm cái gì đây? Đây á. Anh Thảo Nguyễn ơi, anh đang hỏi chốt TP bao tiền là anh đang hỏi cái gì đấy? Lúc đấy em đang cầm cái này, lúc đấy em đang cầm cái mũi cổ chỉ này. Anh Thảo ơi, anh đang hỏi cái gì đấy? Máy cắt dọc 40 dọc à? Máy cắt dọc 40 á? Anh Tuấn đồ gỗ ơi, mũi vát 45 anh cần loại có bi hay không bi ạ? À? Anh cần loại có bi hay không bi anh? Máy cắt dọc 40 á? Máy cắt dọc 40. Bây giờ lại số điện thoại em gọi. Anh có chữ Thái Lan ơi, cho em xin cho em xin số điện thoại nhá, để em gọi cho em chưa chưa luận ra được ý. Đây nhá mọi người ơi, cái bộ trên tay em. Anh Phương ơi, đợi em một chút nha, em lên cái mẫu tủ bếp xong rồi em lên cái mẫu chỉ nổi anh xem nhá. Anh Tuấn đồ gỗ, anh cần mũi vát 45 có bi hay không bi ạ? À? Đây nha mọi người ơi, trên tay em đang cầm là bộ mộng tủ bếp nhá. Đây cái chỉ của nó rất đẹp này, chỉ này của nó là chỉ sen nhá. Súng phun sơn, súng màu xanh, súng màu xanh hiệu Taton gì đó. Bên em không có loại đấy. Anh bảo trước anh mua bên mình. Không, anh nhầm đấy. Bên em mình không có loại nào màu xanh cả. Anh Long ơi, chắc là anh có nhớ nhầm không? Bên em từ trước giờ bán chưa có loại súng phun sơn nào màu xanh anh ạ. Đây nhá mọi người ơi, em lên cái mã nhá. Đây là mộng tủ bếp này. Bộ mộng tủ em đang lên mã này nhá. Chỉ của nó là chỉ chữ ngã nhá mọi người nhá. Đây cái này là chỉ ngã cho em này, hay mọi người còn hay gọi là chỉ cánh sen đấy. Đây nhá, đó. Thì cái này bên em được làm từ hợp kim đức nhá. Còn một loại chỉ nữa là chỉ tròn nhá. Đây mọi người ơi, còn một mẫu nữa là mẫu chỉ tròn này. Thì một bộ như này hai mũi nhá, có giá là 540.000. 540.000 chia ở bộ hai mũi như này cho em nhá.
Đó, 540.000 trên một bộ hai mũi ạ, thì được làm từ hợp kim đức nha mọi người nhá. Hợp kim đức nó rất là bền và ngọt luôn, nó rất là bền và ngọt nhá. Thì mọi người lấy chỉ nào, mọi người comment mã chỉ đó giúp em này, lấy tủ bếp ngã comment cho em tủ bếp ngã, hoặc lấy tủ bếp tròn comment cho em là tủ bếp tròn nhá. Giá 540.000 trên một bộ hai mũi như này giúp em nhé, trẻ bộ hai mũi tủ bếp như này giúp em này. Hàng là hàng hợp kim đức nha mọi người ơi, hàng hợp kim đức giúp em nhé. Em sẽ qua mã này. Ai lấy bộ tủ bếp thì comment giúp em nhá, tủ bếp ngã hoặc tủ bếp tròn giá 540.000 trên một bộ hai mũi hàng hợp kim đức ạ. Em sẽ lên cái mã chỉ nổi nhá, em sẽ lên mã chỉ nổi này. Anh Phương nhá, anh Phương ơi em sẽ lên mã chỉ nổi này, mọi người ơi đợi em một chút nhá, em sẽ lên mã dần cho mọi người này. Mũi soi chỉ nổi nhá, mũi soi chỉ nổi bên em nó sẽ có hai kích thước này. Mũi đây nhá, mũi soi chỉ nổi bên em sẽ có hai loại này. Một loại loại bé nhá. Không biết đây nhá, bên em sẽ có một mũi là 2 phân 5, còn một mũi là 2 phân 9 nhá. Mã 2 phân 5 của nó là giá 175.000, còn mũi 2 phân 9 của nó là giá 190.000 nhá mọi người nhá. Em đang không thấy một cái em đang không thấy mũi nhỏ đâu, cho mọi người cứ xem tạm mũi này giúp em nhé. Cái mũi nhỏ của nó cũng sẽ giống hệt cái mũi này luôn, nhưng mà chỉ là nó nhỏ hơn thôi, còn nó sẽ giống hệt luôn nhé, nó sẽ giống hệt chỉ là nó nhỏ hơn thôi nhé mọi người. À đây 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 là em lên nhầm mã, đây 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 rồi mọi người ơi. Đây nhá, cái này chỉ nổi cửa này, đây nhá, mũi chỉ nổi cửa, mọi người đợi em một chút nhá, em sẽ lên cái mẫu này trước. Mũi chỉ nổi cửa này, cái mũi nhỏ bên em này sẽ ghép ván, cái mũi này sẽ ghép được ván là 2 phân 5 nhá, giá của nó là 175.000, còn cái mũi to này sẽ ghép ván là 2 phân 9, à quên 3 phân, 3 phân là 190.000 anh nhá, 3 phân, anh Hoàng Nguyễn, anh Hoàng ơi, 3 phân là giá 190.000 ạ. Đây nhá, mọi người lấy mũi nào mọi người comment lại cho em mã đó nhá, chỉ nổi. Mẫu tủ bếp á, mẫu tủ bếp em vừa lên xong đấy anh, đợi em một chút nhá. Đây này, mẫu chỉ nổi ấy, ai lấy nhá mọi người để mã giúp em này. Chỉ nổi 2 phân 5 là giá 175.000, còn mẫu chỉ nổi 3 phân là giá 190.000 nhá. Tất cả đều là hàng hợp kim đức nha mọi người nhá. Tất cả đều là hàng hợp kim đức ạ. Thì mọi người lấy mã nào mọi người comment cho em nhá. Chỉ nổi 2 phân 5 hoặc là chỉ nổi 3 phân giúp em nhá. Chỉ nổi 2 phân 5 hoặc chỉ nổi 3 phân này. 2 phân 5 giá 175, còn 3 phân là giá 190.000, hàng hợp kim đức giúp em ạ. Cho anh xin giá mũi 45 độ cao 4 phân. Anh Long ơi, anh cần mũi 45 độ là anh cần loại có bi hay là không bi anh? Anh cần loại có bi hay là không bi ạ? Có mũi soi 5 chỉ, soi cốt tận thủy hoàng á. Là gì? Tận thủy hoàng à? Cái gì? Đâu đâu? Đây, mũi soi 5 chỉ soi cốt tận tận thủy hoàng. Có mũi soi anh đang soi cột 10 hay cột 12? Anh Phạm Văn Đăng ơi, anh đang soi cột 10 hay quạt 10 hay là cột 12 ạ? Anh soi cột 10 hay cột 12 ạ? Mẫu tủ bếp có bao nhiêu mẫu gửi qua anh lựa? Anh Dũng ơi, hiện tại nhá, có bi mũi mũi vát 45 có bi cao 4. Đây nhá, anh gì nhỉ? Anh Dũng ơi, anh không có mũi cao 4 đâu. À, con. Vát 45 em không có cao 4 anh ạ. Cột 10 chị. Đấy, cột 10. Chỉ hoang đấy. Ừ. Anh Dũng ơi, đây nhá, em đang live cho nên em đang chưa gửi được qua đâu anh ạ. Em đang chưa gửi được qua thì anh xem luôn trực tiếp giúp em nhá, anh Dũng nhá. Mẫu tủ bếp này hiện tại là em đang cầm là sẽ có hai chỉ, hiện tại ở đây là đang có hai chỉ nhá. Chỉ tròn và chỉ ngã này, chỉ tròn và chỉ ngã nhá. Đây anh Dũng ơi, cái mã này là mã chỉ tròn này, mã này là mã chỉ tròn nhá. Đây ạ. Không biết anh xem rõ không? Đây cái mã này là mã chỉ tròn này. Còn cái mã này sẽ là mã chỉ ngã nhá, và còn một mã nữa là chỉ vát. Còn đây cái này là chỉ ngã này, cái này là chỉ ngã nhá. Đó, còn một mẫu nữa là chỉ vát. Chỉ vát là sẽ vát chéo như này này, nó sẽ vát chéo như này nhá. Thì hiện tại là đó thì anh xem là anh muốn lấy chỉ ngã này, chỉ tròn hay là chỉ vát nhá, thì nó sẽ bên em là đồng giá luôn nhá, đồng giá luôn là 540.000. Em có nha anh ơi, đây bộ cự lắp lưỡi bào đây anh. Mũi soi cột ghế cột 10 giá của nó là 465.000 một mũi nhá. Anh Phạm Văn Đăng ơi, cột 10 là giá 460.000 một mũi ạ. 465.000.
465 à? Anh Phạm Văn Đăng ơi, cột 10 là giá 465 nghìn ạ. 465 nghìn anh nhá. Đây anh Dũng ơi, anh xem, anh nhìn kỹ bộ tủ bếp giúp em được chưa ạ? Đây nhá, em sẽ có là chỉ ngã, chỉ tròn và chỉ vát. Giá 540 nghìn trên một bộ 2 mũi. Thì anh lấy bộ nào thì anh comment giúp em là tủ bếp tròn hoặc tủ bếp ngã hoặc là tủ bếp vát giúp em nhá. Đây nhá mọi người ơi, bộ cự lắp lưỡi bào bên em đây nhá, bộ cự lắp lưỡi bào bên em này. Bộ này bên em nhá sẽ có giá, bộ này bên em sẽ có giá là 325 nghìn nhá mọi người ơi, 325 nghìn. 325 nghìn giá cả ship nhá mọi người. Đây trên một bộ hai cữ như này giúp em này, cái đế của nó nhá sẽ là đế 500 vĩnh cửu, có loại nào hơn 200 không? Cái cột 10 không, không có loại nào khác. Bên em chỉ có một loại đấy thôi anh ạ, không có loại nào khác đâu ạ. Đây nhá mọi người ơi. Anh Nguyễn Minh đang hỏi cái gì mà bao ship ta? Súng bắn đinh 5 mà bên em chỉ có đinh T, 5T thôi, không có 5F đâu anh. Hoàng Thanh Hiến hay là anh Hoàng Thanh Hiến ơi, cái súng bắn đinh em chỉ có là F30 thôi, còn 5 thì em có T50 nhá, em không có F5 ạ. Em chỉ có T5 thôi, còn F thì em có dòng F3 nhá, có dòng F3 như em đang treo ở trên đây này. Đó. Anh Nguyễn Minh ơi, phí ship thêm 20.000 nữa anh ạ, phí ship thêm 20.000 nữa nhá, là tổng là 560.000 ạ. Anh Nguyễn Văn Hoàng, anh hỏi mũi gọt phẳng anh cần chiều cao bao nhiêu? Bên em có mũi 4 phân rưỡi, 6 phân rưỡi và 8 phân rưỡi, có cả loại 7 phân ạ. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy bộ tủ bếp là bộ cự lắp lưỡi bào này thì mọi người comment cho em là bộ cự lắp lưỡi bào nhá, bộ cự lắp lưỡi bào này. Cái đế của nó nhá sẽ được làm từ nam châm vĩnh cửu này đấy, mọi người nhìn nhá, nó hít rất là chặt luôn. 4/5. 4/5 giá của nó là 270 nghìn một mũi ạ. Giá 270 nghìn một mũi anh nhá. Trần Thuận, mũi chỉ nổi 2.5, mũi chỉ có. Anh Trần Thuận, anh hỏi mũi đuôi cá là anh muốn cái đường cái chiều rộng của đầu mũi nó rộng khoảng bao nhiêu ạ? Bên em có mũi rộng từ 12 cho đến 3/8 thì anh cần khoảng bao nhiêu để em gửi mẫu cho mình? Đây nhá mọi người ơi, ai lấy bộ này để lại cho em là bộ cự lắp lưỡi bào nhá, giá 325 nghìn, 325 nghìn cả ship nhá. Anh Nguyễn Minh ơi, anh mà lấy bộ tủ bếp thì comment. Ok anh Nguyễn Minh này, cho em xin số điện thoại nhá, cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi bộ tủ bếp cho anh này. Em chốt cho anh một bộ tủ bếp ngã nhá. Anh Trần Thuận, anh đang hỏi là mũi chỉ nổi 2.5 à. Mũi chỉ nổi 2.5 đây nhá anh nhá, mũi chỉ nổi 2.5 giá 175 nghìn, hàng hợp kim đức này. Còn vam F80 là giá 120 nghìn. Vam F80 giá 120 nhỉ? Vam F80 là giá 120 nghìn nhá. Lấy loại 2.5 hết. Mũi hết đuôi cá cũng 2.5. Một cái mũi gì 2.5 á? Vam F80 đúng 120 em chị. 120. Anh Trần Thuận ơi, cái mũi chỉ nổi 2.5 là giá 175 nghìn, vam F80 là giá 120 nghìn, còn mũi hết đuôi cá 2.5, mũi hết đuôi cá rộng 2 phân rưỡi giá là 150 nghìn một chiếc. Anh Thuận ơi, giá là 150 nghìn nhá, mũi hết đuôi cá, mũi hết đuôi cá 150 nghìn, mũi chỉ nổi là 175 nghìn, còn vam F là 120 nghìn anh nhá. Nếu như mà anh lấy tất cả ba sản phẩm cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Anh Minh ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi cái bộ tủ bếp cho anh nhé. Em sẽ qua cái mẫu sản phẩm tiếp theo này. Mũi xoay cổ chỉ liền giá 140.000 một chiếc anh nhé. Anh Sang ơi, giá 140.000 ạ, 140.000 trên một chiếc nhá. Em sẽ qua mã sản phẩm tiếp theo này. Mọi người muốn em lên mã sản phẩm nào thì mọi người comment cho em nhé. Mọi người comment cho em để em lên nhé mọi người. Anh Minh ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá để em gửi cho mình ạ. Cho em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo này. Mọi người ơi, mọi người muốn em lên mã sản phẩm nào mọi người comment cho em nhá. Ok này. Em thấy số điện thoại địa chỉ của anh Minh rồi nhá. Em cảm ơn anh Minh đã ủng hộ em một bộ tủ bếp ngã này. Anh muốn lấy thêm sản phẩm gì nữa thì anh xem like nhé, thì để em gửi cùng đơn cho anh nhé.
Keo uốn cong gỗ công nghiệp là bao nhiêu? Giá bao nhiêu à? Keo uốn cong gỗ công nghiệp thì bên em đang có chai thể tích 250 ml, giá của nó là 50.000 một chai. Chai thể tích 500 ml, giá của nó là 500.000 một chai ạ. Còn chai 1 lít giá là 240.000 ạ. Keo có nhiều thế. Thước vuông nhôm. Ok này, em sẽ lên luôn cái mã thước vuông nhôm cho mọi người nhé. Ở đây nha, em sẽ lên luôn cái mã thước nhôm đúc cho mọi người này. Cái mã thước này là một mã sản phẩm mà cũng không thể thiếu trong ngành mộc luôn nhé mọi người. Ai cũng nên ai cũng cần có rồi ạ. Thì cái này bên em nhé, chất liệu là nhôm đúc này. Mọi người quăng quật thoải mái giúp em nhé. Chị ơi lên cái đơn này nhé. 0898. Đấy. 0898. 310479. Không có, không có địa chỉ. Quảng Bình, Minh Hóa, Trung Hóa. Anh tên gì? Anh Nguyễn Minh. Bình. Quảng Bình, Minh Hóa, Trung Hóa. Yên Yên Phú. Mộ Tủ Bếp Ngã. Ok. Đây nha mọi người ơi, em lấy một chai 50 về xài thử. Ok anh Thuận nhá. Em dồn đơn luôn cho anh Thuận. Anh Thuận có thông tin rồi đúng không chị? Anh Thuận có thông tin rồi. Ok. Ok này, em nhưng em mà anh Thuận có phải lấy là một đuôi cá này, rộng một chỉ cửa này, 2 gram ép đúng không? Anh Thuận ơi, cái đơn của anh nhá, em chốt lại đơn cho anh này. Anh đang lấy một mũi hết đuôi cá 2/5 này, một mũi soi chỉ nổi 2/5 cộng với 2 gram F80 và một chai uốn cong 50 đúng không anh? Xác nhận lại giúp em nhá. Ok, vâng, ok, em cảm ơn anh Thuận nhé, thì để em lên đơn cho anh ạ. Anh Minh ơi, anh xem là anh có cần thêm sản phẩm gì nữa không thì em gửi cùng đơn nhé. Em cảm ơn anh ủng hộ em ạ. Anh lấy bao nhiêu lít này? Anh lấy loại 50. Lấy loại 50. Đây nhá, em lên luôn này mọi người ơi, cái mã, đây nhá, cái mã thước này bên em là có hai kích thước này. Hiện tại trên tay em đang cầm kích thước nhỏ là 17 cm, còn cái kích thước to của nó là 30 cm này, em đang treo ở đằng sau nhá. Đây mọi người có nhìn thấy không? Đây nhá, kích thước to này em đang treo ở đằng sau ạ. Đó. Đơn hàng của anh Thuận đang hết là 655.000 tiền hàng, phí vận chuyển hết 35.000, tổng đơn của anh Thuận thanh toán giúp em là 690.000 anh nhá. Nếu anh chọn thêm hàng thì anh comment lại cho em chốt đơn lại sau anh sau. Đây nhá mọi người ơi, đây nhá, bên em sẽ có hai loại như này. Mọi người lấy theo mã giúp em nhá, thước trắng này. Mọi người lấy trắng, mọi người comment lại giúp em. Ok này, em cảm ơn anh Thuận nhá, em cảm ơn anh Thuận ạ. Anh Thuận ơi, anh vào tin nhắn anh like giúp em một tin nhắn để em gửi lại cho mình tổng đơn để anh nhìn cho dễ nhá. Em nhắn tin mà không thấy mình trả lời lại bên em. Anh Thuận ơi, anh vào tin nhắn anh like giúp em một tin nhắn nhá, để bên em gửi cái hóa đơn lại cho anh xem anh nhá. Đây nhá, thước trắng 17 giá 45.000, trắng 30 cm là giá 160.000 mọi người nhá. Trắng và đỏ 30 cm em đang treo đằng phía sau em này, mọi người có nhìn rõ không? Đó, em đang treo phía sau em nhá. Thì mọi người lấy theo mã giúp em. Còn thước đỏ 17 cm như tay em đang cầm là giá 60.000. Còn thước đỏ 30 cm như giá như đằng sau em đang treo ấy là giá 180.000 ạ. Thì mọi người lấy mã nào mọi người comment mã đó giúp em nhé. Lấy mã nào comment mã đó giúp em này, đây nhá. Thước nhôm đúc nha mọi người ơi. Đây đó, cái này thì mọi người làm con quật thoải mái luôn giúp em. Đây nhá, số nó rất là sắc nét như này giúp em nhé. Đây số rất là sắc nét luôn ạ. Đó thì mọi người lấy mã thước nào comment mã thước đó giúp em nhé. Đây một cái mã thước mà cũng không thể thiếu luôn. Đó, cái và nó rất là bền nhá, nó rất là bền, cái chính là nó cũng rất là bền vì nó được làm từ nhôm đúc ạ. Thì mọi người lấy cái mã nào mọi người comment giúp em này. Lấy trắng comment cho em trắng. F60 6 chiếc. F80 6 chiếc. Anh xưởng mộc Sơn Nguyệt ơi, cho em xin số điện thoại nhá để em lên xem tổng đơn của anh xem là đang hết tầm bao nhiêu anh nhá. Cho em xin à? Bao nhiêu? F60 6 chiếc, F80 6 chiếc. 6 chiếc. F80 giá là 120.000, F60 giá là 105.000 một chiếc. Thì đơn hàng đang hết là 1.350.000 tiền hàng. Phí vận chuyển là 1.350.000 tiền hàng, phí vận chuyển hết 115.000 đấy anh ạ.
Anh Sửa Mộc Xuân Nguyệt ơi, giá VAM F60 và VAM F60 là giá 105.000 một chiếc, anh lấy 6 chiếc này. VAM F80 là giá 120.000 một chiếc, là anh cũng đang lấy 6 chiếc thì tổng đơn của anh đang hết là 1 triệu 300 bao nhiêu chứ? 1 triệu 350 nghìn. 1 triệu 350 nghìn thì phí ship của nó đang hết là 115 15.000. 115 nghìn vì cái hàng này nó hơi nặng. Thì nếu như mà anh lấy thì em sẽ hỗ trợ anh là 50.000 phí ship nhá. Em sẽ hỗ trợ anh 50.000 phí ship ạ. Tổng đơn là khoảng 1 triệu 415. Thì tổng đơn sẽ còn là 1 triệu 415 nghìn. Thì anh xem có ok không ạ? Thì cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi đơn cho anh nhé. Cho xem mũi ghép hộp gỗ 2 sen. Đây, mũi ghép hộp gỗ 2 sen. Cái dao dọc này. Em chào anh Sắc nhé, em chào anh Sắc ạ. Lấy chị cái dao dọc đây. Dao dọc không? Đây rồi. Đây nhá, đợi em một chút này, mũi soi đuôi cá bao tiền? Anh Phan Lê ơi, mũi đuôi cá anh đang cần là kích thước bao nhiêu ạ? Anh đang cần kích thước bao nhiêu để em báo giá cho mình ạ? Tại vì mỗi một kích thước là giá của nó sẽ khác nhau anh nhá, mỗi một kích thước là giá của nó sẽ khác nhau ấy ạ. Nhỏ rồi. 280.000 một chiếc. Đây nhá anh ơi, mũi ghép hộp này, mũi ghép hộp 2 xăng nhá. Cái mũi này bên em có giá là 280.000 một chiếc này. Mũi được làm từ hợp kim đức nha mọi người nhá. Đây mũi này bên em được làm từ hợp kim đức này. Đó, mọi người nhìn rõ không? Đây ạ. Cái mũi này là mũi ghép hộp 2 xăng nhá. Anh Trường ơi, anh Trường ơi, đây anh còn ở đây không? Anh nhìn giúp em nhá. Đây mọi người ơi, trên tay em đang cầm là mũi ghép hộp này. Mũi ghép hộp 2 xăng nhé mọi người nhé. Mũi ghép hộp 2 xăng giá của nó là 280.000 trên một mũi hàng hợp kim đức nhé. Hàng đức này thì nó rất là hàng đức này thì nó sẽ rất là bền và ngọt luôn. Có thì không có. Keo còn không, để cho anh 5 hộp. Anh ơi, em rất nữa để khi nào keo về em nhắn cho anh nhé. 5 hộp đúng không anh? Em vẫn gửi địa chỉ cũ nhá. Vẫn gửi địa chỉ cũ nhá. Hai mũi đuôi cá 25, mũi đuôi cá 25 vừa nãy là mình vừa báo bao tiền ta? 100 mũi đuôi cá 2/5 vừa nãy. 2/5 hàng rẻ là 120.000, hàng đắt của nó là 165.000, hàng hợp kim đức 165.000 một chiếc. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Đúng rồi, em cảm ơn anh nhá. 5 thùng keo, ok ạ. Mũi đuôi cá 2/5. Mũi đuôi cá 2/5 hàng hợp kim đức là giá 160.000. 165.000 hàng hợp kim đức hàng loại 1, hàng loại 2 giá của nó là 120.000 một chiếc. Anh Thành ơi, nếu như mà anh qua bên này giúp em nhá, tại vì anh đang ở bên này nên anh sẽ không đọc được cái bình luận của khách của em ở bên này nhá. Em đang ở hai bên, còn bên này thì đương nhiên là anh không thấy được cái bình luận đấy của khách của em rồi. Anh qua bên này là anh sẽ thấy luôn, cho nên là anh không thấy thì anh đừng bảo như thế nhá. Anh không thấy thì anh đừng bảo. Anh qua bên này giúp em nhá, thì anh sẽ biết được là khách ở bên này đang đặt hàng cho em nhá. Đó, chứ anh chưa nhìn thấy thì anh đã nói rồi, anh chưa nhìn thấy thì anh đã nói rồi. Ok này, ok anh nhá, anh đặt 5 thùng keo, em thấy số điện thoại và địa chỉ rồi, số điện thoại em có rồi nhá, đây em thấy luôn địa chỉ của anh rồi, em cảm ơn anh nhá. Anh Thành có thể qua bên này xem anh nhá, anh có thể qua bên này xem nhá. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy mũi ghép hộp này thì mọi người để lại mã giúp em này, mọi người để lại mã giúp em nhá. Hàng hợp kim đức này, mũi của nó là 280.000 nhá, 280.000 trên một mũi ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo này. Anh Lê, anh Phan Lê ơi, cái mũi đây nhá, mũi đuôi cá bên em này mọi người ơi, mũi đuôi cá bên em sẽ có hai loại này, mũi đuôi một mũi hét bên em có hai loại, một loại là loại đuôi cá còn một loại là mũi vuông như này nhá, một loại là mũi vuông như này, tất cả đều được làm từ hợp kim đức này. Đó thì mọi người cần cái kích thước bao nhiêu hoặc là cần mũi gì thì mọi người comment giúp em này, mũi hét đuôi cá này kích thước kèm kích thước hoặc là mũi hét vuông kèm kích thước nhá. Đó, thì mỗi một kích thước thì giá sẽ khác nhau. Ok anh Thuận nhá, ok anh Thuận, anh chấm cho em một chấm vào tin nhắn đi, tại vì là em đang gửi tin nhắn, em đang gửi tin nhắn cho anh mà chưa thấy anh xem, anh qua tin nhắn đi để em gửi hóa đơn qua cho anh xem nhá anh nhá. Chấm một tin nhắn giúp em với ạ. Có lưỡi bào liên hợp không em? Lưỡi bào liên hợp anh đang cần bộ dài bao nhiêu vậy anh Lê Lam? Mũi gọt chân ghế ăn 4 phân.
Mũi gọt chân ghế ăn 4 phân bên em có loại 2 bi, giá của nó là 270.000, hàng loại 2, có hàng đắt hơn nữa thì là giá của nó là 855.000 ạ. Anh Phan Lê ơi, cho em xin số điện thoại nhá, cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi cho anh này. Anh lấy một mũi đuôi cá 2 phân 5 cộng với một mũi ghép hộp 2 phân 2. 2 phân 2. Mũi 2 phân 2 của loại này thì không không ghép được 2 phân 2. Cái này từng đấy. Đây đây. Cái 2 phân 2 của nó đắt. 2 phân 2 phải ghép sang mũi này. Anh ghép chuẩn 2 phân 2 luôn à anh? Anh Lê ơi, anh ghép chuẩn 2 phân 2 à? Tại vì là cái mũi này em vừa lên ý, thì chỉ ghép được 2 phân thôi, còn 2 phân 2 thì phải sang mũi to hơn. 2 phân 2 nếu như mà lấy mũi to thì hàng loại 1 của nó giá là 460.000, hàng loại 2 giá là 145.000 một chiếc ạ. Đây nhá, anh Phan Lê ơi, nếu như mà anh ghép chuẩn 2 phân ý, thì anh sẽ lấy cái mũi nhỏ này em vừa lên. Anh sẽ lấy cái mũi nhỏ này em vừa lên, nhưng mà nếu như mà anh lấy 2 phân 2 thì anh phải lấy sang cái mũi to. Và mũi to này nó sẽ đắt hơn ý. Thì anh xem là anh lấy đúng 2 phân hay là anh lấy 2 phân 2 nhá. Đây là cái mũi to này nó sẽ đắt hơn. Anh Nela mây lưỡi bào đỏ, lưỡi bào mà dài 50, bản rộng 3 phân và dày 3 ly. Bên em đang bán giá loại bộ hàng loại 1 của nó là 840.000 một bộ 3 lưỡi. Hàng loại 2 của nó giá là 660.000 một bộ 3 lưỡi nhá. Thì ship 20.000 một đơn ạ. Anh Nguyễn Minh, mũi lấy lền 1 phân 2, dài 10 phân không em? Anh Hoàn ơi, cái mũi soi chỉ lồi 2 phân 5 bên em đang để ở trên bàn xoay ở trên livestream đấy anh. Thì giá cái mũi soi chỉ lồi bản 2 phân rưỡi. Giá 175.000 nhá anh nhá, mũi chỉ lồi giá 175.000 bản 2 phân 5 ạ. Đây nhá, đây này bản 2 phân 5 em đang cầm nhá, giá 175.000 hàng hợp kim đức. Đắt hơn là bao nhiêu chị ơi, mũi to này chị vừa báo loại đắt là bao nhiêu? 460.000, còn hàng rẻ là 145.000 một mũi ghép góc. Anh Phan Lê ơi, loại chuẩn nhá, hàng hợp kim đức là 460.000, loại to này. Loại to đấy là lắp hơi nặng máy một tí đấy. Đây nhá, loại to này thì lắp nó sẽ hơi bị nặng máy một chút nha anh nhá, sẽ hơi bị nặng máy một anh chút Lê đấy. Anh Lam ơi, cái bộ lưới bào đấy có bên em của hàng của Trung Quốc, nhưng mà thép của nó là thép HFS, thép tôi đực thôi, tôi cứng đấy ạ. Đây này, lưỡi của nó rất là ngọt và bền đấy ạ. Anh Văn Hóa ơi, mũi ghép trần em có, nhưng mà anh ghép cái phôi dày bao nhiêu vậy anh? Anh Chiến Lê, anh Chiến Lê hỏi mũi hét trả lời, anh Chiến Lê chưa? Mũi hét à? Chưa, chưa trả lời. Nó bị trôi đấy, tại vì đang đọc tin nhắn ở bên này. Anh Chiến Lê đang cần mũi hét, loại hét vuông hay là loại đuôi cá vậy anh? Chị ơi, cái mũi gì nhỉ? Anh Nguyễn Sang trả lời kia nhỉ, mũi cổ chỉ liền. Mũi trả lời rồi. Mũi lấy lên 1 phân 2, dài 10 phân. Mũi lấy lên 1 phân 2 chỉ có dài nhất, cái phần me gọt của nó dài nhất là 7 phân thôi ạ. Không có dài 10 phân đâu, 10 phân dung không thể làm được đâu anh. Anh Minh ơi, 1 phân 2 thì chỉ dài nhất là tầm 7 phân hoặc hơn 7 phân nhá, không dài được 10 phân đâu ạ. Dài 10 phân thì khi anh làm nó sẽ bị dung ý, sẽ không làm được anh ạ. Cho xem mũi ghép 1 phân 2 đến 2 phân 5. Đây ạ. Anh Phan Lê, anh xem là anh có lấy cái mũi to đấy không? Anh gì lúc đấy hỏi hỏi lưỡi bào đây nhá anh ơi, lưỡi bào bên em đây nhá, thép HDS chuẩn, giá là giá của một bộ 3 lưỡi, dày 3 ly nhá mọi người nhá, dày 3 ly lưỡi bào nhá, một bộ 3 lưỡi. Anh Văn Hóa ơi, cái bộ lan trần mà dày 1,5 ly 1,5 phân ý, em đang bán giá là 650.000 một bộ. Anh có thể vào tin nhắn em gửi mẫu cho anh nhá, em nhắn tin cho anh luôn đây ạ. Hết anh ơi, mũi nếu như mà anh đang cần hết vuông hay hết đuôi cá? Anh cần hết đuôi cá hay hết vuông ạ? Nếu như hết vuông thì chỉ có đến 38 thôi, không có 4 phân. Hết vuông chỉ có đến 38 nhá. Cho anh xem. Nhưng mà anh cần loại có bi hay không bi anh? Anh cần loại có bi hay không bi anh Minh ơi? Đây nhá, em có hai loại này. Một loại là có bi, một loại là không bi, thì anh đang cần loại có bi hay không bi? Nó có hai me nhá, cả hai loại đều có hai me luôn. Anh Phan Lê ơi, đây nhá, thì anh có xem anh lấy sang loại đây nhá, loại to này là 450 đấy, loại to này là 450 nhưng mà nó sẽ hơi nặng máy. Cho xem mũi ghép ván 1 phân 5 đến 2 phân 5 ghép ván à. Đây nhá, em có mũi ghép ván nhân liền nhá mọi người nhá. Đây em có cái mũi ghép ván nhân liền này. Thì em sẽ có hai loại nhá. Đây em sẽ lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người này, mũi ghép ván nhân liền ạ. Mũi ghép ván nhân liền bên em nhá, thì cái mũi này nhá mọi người không cần phải hai mũi, mà mọi người chỉ cần một mũi là mọi người đã ghép được rồi, không bi à.
Không bi. Nhưng mà dài nhất là hơn 7 phân có được không anh? Dài nhất là hơn 7 phân thôi có được không? Thì để em báo giá nhá. Dài nhất là hơn 7 phân anh xem là có được không ạ? Đây nhá mọi người ơi, mọi người chỉ cần một mũi là mọi người ghép được ván nhá. Mọi người soi, mọi người lật trái lật phải, mọi người ghép vào là được này. Thì mũi ghép ván bên em nhá, nó đang có hai loại. Cái loại nhỏ này sẽ ghép ván từ 8 đến 1 phân 8, giá là 190.000. Còn loại to sẽ ghép ván từ 1 phân rưỡi đến 3 phân, là giá của nó là giá của nó là 210.000 nhá mọi người nhá. Thì mọi người lấy mã nào mọi người comment cho em mã đó. Ok này, chị ơi, chốt giá cho em mũi lấy lên không bi 7 phân hoặc hơn 7 phân này. Mũi lấy liền không bi, Không bi dài 7 phân hoặc là dài ba. hơn 7 phân. Mũi lấy liền không bi dài 7 phân ấy của nó là hàng loại 1, giá là 100, có loại 160.000 này của Either Way, còn của hãng Adren 180.000 một chiếc. Anh Minh ơi, bên em có hai loại nhá, một loại là hàng hợp kim đức của nó. Hàng hợp kim đức là giá 160.000, còn một loại là của Aren nhá, Aren là giá 180.000 ạ. Thì anh muốn lấy loại nào? Anh muốn lấy loại nào ạ? Em cho anh văn hóa xem bộ lan trần này. Đây nhá mọi người ơi, mũi ghép ván nhân liền nhá, mọi người lấy mũi nhỏ thì comment cho em là ghép ván nhỏ từ 8 đến 1 phân 8 giá 190, ghép ván to từ 1 phân 5 đến 3 phân là giá 210 nhá, chỉ cần một mũi là ghép được rồi. Mọi người lấy mã nào mọi người comment cho em nhé. Đây nhá anh ơi, mũi ghép lan trần này, mũi ghép lan trần bên em nhá mọi người ơi, mũi ghép lan trần. Ok, vậy gửi cho anh một mũi đuôi cá 2 phân 5 và một mũi ghép hộp 2 sen loại chuẩn nhé. Ok anh Phan Lê nhá. Nếu mũi 2 sen thì anh lấy cái loại này nhá, 280.000. Đó, 280.000 nhá, mũi ghép 2 phân này. Cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá để em gửi ạ. Cho em xin số điện thoại địa chỉ em gửi. Cái hàng này là hàng hợp kim đức rồi cho nên anh yên tâm nhé về chất lượng của nó nhé, về cái mũi của nó rất là ngon và ngọt luôn. Cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi anh nhé. Anh Thao ơi, anh đang hỏi mũi có mũi mũi lưỡi soi bo tròn không, ở loại chỉ lồi bo tròn. Có phải là anh đang hỏi cái chỉ lồi một lửa đường tròn không? Anh muốn cái chỉ đấy nó rộng bao nhiêu ly ạ? Đây nhá mọi người ơi, mũi ghép lan trần bên em này, mũi ghép lan trần bên em nhá, mũi này cũng đều được làm từ hợp kim đức cả mọi người nhá. Mũi hợp kim đức bên em nhá, thì là mũi nó cũng đây nhá, hàng lúc nào hợp kim đức là cũng là hàng rất là bền rồi và nó rất là ngọt nhá. Đây đó, ai đang quan tâm cái bộ mũi ghép lan trần thì mọi người comment cho em nhá. Mã mũi ghép lan trần giúp em này, đây đó, chỉ của nó rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đây ghép lan trần ạ. Đó, ai mà quan tâm bộ này để lại mã cho em nhá, là mũi ghép lan trần, mũi ghép lan trần giúp em nhá. Mũi ghép lan trần này em qua mã. Anh Thao ơi, vào tin nhắn anh Hai cho em một tin nhắn để em gửi mẫu cho mình cái mũ chỉ lồi nhá. Anh Minh ơi, anh có muốn anh Minh ơi, anh có muốn lấy luôn anh có muốn lấy luôn cái anh muốn muốn lấy luôn mũi lấy lên không? Anh có lấy mũi lấy lên luôn không để em gửi cùng cái bộ tủ bếp luôn? Anh có lấy luôn không ạ? Loại hợp kim đức. Ok anh Nguyễn Minh này, em chốt dồn đơn cho anh nhá, cái hàng chốt dồn đơn cho anh ý. Cái... anh Nguyễn Minh mà lấy bộ tủ bếp đi. Anh Anh lấy Nguyễn thêm Minh cái mũi lấy lên 7 phân hơn 7 phân hàng đức. Hàng sáu 180 hay là 160? 160. 160 ấy, hàng đức 160 ấy. Ok anh Minh này, em chốt dồn đơn cho anh thêm một mũi lấy lên 7 7 phân hơn 7 phân, mũi lấy hơn 7 phân nhỉ? mũi đấy hơn 7 phân anh nhá. 7 phân 6. Nó sẽ rơi vào tầm 7 phân 6 đấy. Em lấy cho anh cái mũi hợp kim đức 160.000 nhá. Rồi em cảm ơn anh ạ. Ok anh Hiếu Lê này, em thấy số điện thoại địa chỉ của anh Hiếu Lê luôn này, chị lên đơn luôn không? Đây đọc đi. 0912 rồi 742 882. Anh Hiếu ở Hồi Cát, xã Thạch Long. Đúng rồi, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ừ. Anh Hiếu lấy gì? Anh ấy lấy một mũi ghép ván 1 phân 5, 1 phân 2 đây theo này, góc. ghép góc đi. Cộng với là Hàng Đất à? hàng đất Ừ. Anh Hiếu Lê ơi, anh có lấy mũi đuôi cá không? Anh có lấy mũi đuôi cá luôn không? Để em gửi cùng đơn luôn. Anh có lấy mũi đuôi cá luôn không ạ? Anh Hiếu Lê, anh lấy Lấy kêu bóc cái gì nữa? à không không nhầm anh Hiếu Lê khác, anh Phan Lê khác nhé. Anh Hiếu Lê này,
À, có mũi chỉ to to không? Em có nha, anh cần chỉ mấy ly anh? Anh cần chỉ mấy ly? Anh Nguyễn Minh ơi, phí ship hình như cả hai vẫn là 20.000 đúng không? Đúng rồi. Anh Nguyễn Minh ơi, phí ship vẫn 20.000 thôi anh ạ. Phí ship vẫn 20.000 thôi. Anh Hiếu là lấy cái gì đấy? Anh Hiếu đây là lấy mũi ghép ván, không phải ghép góc. Ván dễ 1/5 đến 2/5. Lại to 1 201 phí ship À, 5.000. anh Hiếu Lê ơi, anh lấy mũi ghép ván to là 210.000, cũng 20.000 phí ship là 230.000 nhá. Mũi soi chỉ tơ này, mũi soi chỉ tơ to em có đây nhá. Mũi cốt 12.7 nhưng anh đang cần mấy ly, anh đang cần mấy ly ạ? Anh đang cần mấy ly anh? Anh ấy chốt đơn nữa này. Anh Phan Lê này. Anh Phan Lê ơi, em chốt cho anh là một mũi đuôi cá này. Anh Phan Lê, anh lấy một mũi đuôi cá 2.5 và một mũi ghép hộp. Hai hai sen đúng không anh? Anh lấy một mũi ghép hộp 2 sen. Đúng rồi. Số. Không không 888 105 468. Không có địa chỉ. Yên Bái, huyện Trấn Yên, xã Kiên Thành. Văn Chấn. Dạ. Chấn. Yên Bái, Trấn Yên, Rồi. Yên Thành, Yên Thịnh, Lê Ngọc Phan, Kiên Thành. Yên Thành, Yên Thịnh à? Yên Thịnh, Lê Ngọc Phan. Rồi. Rồi nhá, anh lấy một mũi đuôi cá 2.5, một mũi ghép hộp. Được cả. Rồi, ok, tiếp tục. Mũi ghép hộp chưa chị? Rồi. Ok nhá. Mấy ngày là có hàng. Anh Minh lúc nãy anh vừa bảo anh ở đâu ta? Đợi em một chút nhá, để em xem lại là anh ở đâu. Anh Minh ở đâu ta? Chị Quảng Bình à? Quảng Bình chắc khoảng 2 hôm anh ạ. Quảng Bình chắc khoảng 2 hôm nhá. Quảng Bình chắc khoảng 2 hôm ạ. Anh Hiếu Lê ơi, anh Hiếu Lê ơi, anh xem nhá, đây mũi soi chỉ tơ đây nhá. Mũi soi chỉ tơ thì bên em có hai loại, một loại cốt to, một loại cốt bé, thì anh đang cần cốt to hay cốt bé comment cho em biết nhá. Anh Phan Lê ơi, em chốt đơn cho anh là một mũi đuôi cá 2.5 và một mũi ghép hộp 2 xăng anh nhá. Em cảm ơn anh Phan Lê đã ủng hộ em ạ. À, anh xem là anh cần thêm sản phẩm gì không thì em gửi dồn đơn luôn nhá. Em chốt cho anh Hiếu Lê là một mũi ghép là 210.000 này, cộng 20.000 phí ship là 230.000, thì anh xem là mũi chỉ tơ nhá. Ok, vâng, em cảm ơn anh nhá. Yên Bái chào người đẹp. Vâng, em chào anh Phạm Tiến nhá, em chào anh Phạm Tiến ạ. Anh Chiến Lê ơi, mũi hét đuôi cá 3 phân thì em không có 3 phân tròn, em có 3 phân mốt nhá. Anh Phan Lê đang hỏi đơn của anh hết tổng bao nhiêu tiền. 3 phân mốt, cái mũi đuôi cá của anh Chiến Lê 3 phân mốt giá của nó là 200.000 một chiếc ạ. Đơn của Anh anh. Chiến Lê ơi, của anh là mũi hét đuôi. Anh Chiến Lê á? À không, anh Phan Lê đấy. Anh Bao Lê nhiêu? Ngọc Phan, đơn hàng của anh hết 430.000 tiền hàng, cộng phí ship 20.000 là 450. Anh Phan Lê, đơn của anh hết 430.000 tiền hàng cộng 20.000 phí ship, tổng là 450.000 ở Yên Bái thì khoảng 2 hôm nhá. Khoảng 2 hôm, lâu nhất thì 3 hôm thôi, còn không thì tầm khoảng 2 hôm là anh nhận được hàng rồi anh nhá. Anh Hiếu Lê ơi, anh xem là cái mũi này có phải không thì anh chốt lại giúp em nhá. Hiện tại em đang chốt cho anh một mũi ghép ván nhân liền 210.000 rồi này. Cộng 20.000 phí ship là 230. Em cảm ơn anh nhé. Thì anh xem là cái mũi chỉ này có phải không thì để em dồn đơn nhá. Em dồn đơn cho anh luôn nhá. Anh xem có phải không anh nhá. Anh Hiếu Lê xem đúng không nhá. Thì để em dồn đơn. Hiện tại em đang chốt cho anh một mũi rồi ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh đã khen em ạ. Anh xem là có cần sản phẩm gì không thì ủng hộ cho em anh nhá. Anh Nguyễn Cẩm Thạch, em có mũi ghép ván không? Anh Cẩm Thanh ơi, em có mũi ghép ván nhá mọi người nhá. Em sẽ lên lại mũi ghép ván cho mọi người này. Em sẽ lên lại nhanh thôi nhá, tại cái mũi này em lên rồi, mũi bo tròn á. Anh Cẩm Thanh ơi, mũi ghép ván hôm trước em gửi trong tin nhắn đấy, anh xem lại tin nhắn giúp em nhé. Anh Thanh ơi, anh xem cái mũi ghép ván em gửi trong tin nhắn rồi nhá, anh xem lại giúp em với. Mũi bo tròn à, mũi bo tròn. Mũi bo tròn. Để mẫu đâu rồi ta? Kìa.
tròn. Mang phải không? Mang phải không? Đây nhá, anh Hiếu Lê ơi, anh xem là có phải cái mũi này không anh nhá. Bé quá à chị, không nghe rõ à? Chị ơi không nghe rõ à, mũi bé quá, à, nhỏ quá. Mọi người ơi, mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Anh Hiếu Lê ơi, anh xem có phải mũi này không nhá. Chị Hiền Đặng ơi, chị chỉnh cái loa của chị nhà chị to lên. Mọi người ơi, mọi người nghe có bị bé không? Mọi người nghe có bị bé không ạ? Mọi người có nghe rõ em nói không? Nếu như mà mọi người ai mà nghe bé thì mọi người comment lại giúp em để em biết nhá. Đây anh Hiếu Lê ơi, anh xem có phải cái này không? Rõ mà, ô ok nhá. Vâng, ok em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn anh nhá. Rõ mà, ok mọi người nhá, thì em tiếp tục nhá. Kích thước thế nào ạ? À? Cái này nó có nhiều kích thước lắm. Thế thì loa của chị nhà chị Hiền hôm nay bị đói rồi, chắc sẽ được ăn cơm rồi. Chị Hiền ơi, tăng âm lượng bên chị lên nhá, bật loa hết cỡ rồi xong ơi. Anh nào cũng bảo nghe to rõ, mũi này chị Hiền không nghe thấy. À kích thước à? Vâng, đợi em đâu đây kích thước. Kích thước cái này bên em nhiều số lắm, anh cần là nó bo cái được cái R bao nhiêu? Anh Hiếu Lê ơi, cái này anh cần bo cái R bao nhiêu ạ? Tại vì bên em hiện tại nó đang rất là nhiều thông số luôn. Thì anh cần bo cái R bao nhiêu thì để em báo giá luôn cho anh nhá. Anh Sưởng Mộc Sáu Dại ơi, cái mũi mũi có trường me chỉ. Trường kỷ 2 chỉ không? Nếu như mà 2 chỉ thì bên có 2 chỉ rưỡi đấy. Thì anh vào trong tin nhắn em gửi mẫu xem có phải không nhá. Đây nhá mọi người ơi, mũi bo tròn bên em này thì mọi người cần R bao nhiêu nhá, thì mọi người comment giúp em mã là bo tròn kèm với R nhá, tức là kích thước ấy, bo tròn kèm kích thước em sẽ báo giá cho mọi người nhá, tại vì hiện tại cái mã này bên em đang rất là nhiều kích thước luôn. Cái mã này bên em đang rất nhiều kích thước nhá. Anh Chiến Lê gửi một mũi hét 31. Mũi hét 31 của nó là giá 200.000 một chiếc, phí ship 20.000 đấy anh. Anh ơi, mũi hết 31 là giá 200.000 một chiếc và phí ship 20.000 nữa là tổng 220.000 anh Chiến Lê nhá, hàng hợp Kim Đức ạ. Em cảm ơn anh Chiến Lê đã ủng hộ em một mũi này, ok nhá. Anh em... Sáu ơi, Sáu vào trong tin nhắn xem ảnh giúp em có phải mẫu đấy không nhá. Mũi mũi nền vuông 1/2 dài 5 phân. Bên em có mũi lấy nền dài 5 có 6 phân có anh ạ. Anh cần mũi không bi hay là có bi anh? Anh cần mũi không bi hay có bi để em báo giá cho anh ạ. Anh Hiếu Lê ơi, anh cần cái mũi này R bao nhiêu nhá để em báo giá cho anh nhá. Cầu chữ C giá sao em á? Cầu hay cẩu? Cẩu chữ C á. Kìm chữ C. À, cẩu là kìm à. Kìm chữ C. Để đâu rồi ta? Ở đây. Cái này là kẹp cùm, cùm chữ C là 3G hoặc là... Em lấy 3G cho anh. Cùm à? 3G. Lên mã 3G trước đi. Đây nhá, anh ơi, anh xem là có phải cái mã này không anh? Đây nhá, mọi người ơi, em lên một mã sản phẩm tiếp theo này. 3G cho mọi người nhá. 3G này, thì cái này bên em nhá, nó sẽ có vào 3-4 kích thước nhá. 3-4 kích thước này. Đây anh xem có phải cái này không, đây mọi người nhìn này. Đây cái chất liệu bên em nhá, nó rất là dày dặn luôn nhá. Em quay gần cho mọi người xem, rất là dày dặn. À phải à. À anh đang cần là cái loại loại dài bao nhiêu anh? Cái này bên mình là đang có 4 loại. Anh đang cần cái loại là kích thước bao nhiêu ạ? À? Đâu, anh anh Trần Liệu ơi, em gửi tin nhắn chi tiết cho anh cho nó dễ nhá. Tại vì cái này nó nhiều size lắm ạ. Anh Liệu ơi, nếu như sản phẩm này đúng rồi thì anh qua tin nhắn giúp em nhé. Em sẽ gửi kích thước từng mã một kèm giá cho anh luôn nhé. Tại vì cái này kích thước của nó có mấy kích thước liền cơ. Thì anh qua tin nhắn giúp em gửi luôn nhé. Rồi ok ạ. Còn mọi người ơi, ai mà quan tâm về van G này thì mọi người comment giúp em nhé. R2 á, mũi uốn cong R2. Sao lại uốn cong R2? Sao lại à? À quên mũi bo. R2 là 2cm phải không anh? Qua 2 lượt là ra 4 phân đúng không ạ? Anh Hiếu Lê ơi, hai là anh đang soi hai lượt là ra 4 phân đúng không anh? Anh soi hai lượt là ra 4 phân đúng không ạ? Em lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người nhá. Anh Sáu, anh Sướng Mộc Sáu Dại ơi, anh vào tin nhắn anh xem tin nhắn giúp em với. Em lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người này. Đó, một mã sản phẩm mà. Đây nhá, mũi bào cạnh bên em này, mũi bào cạnh nha mọi người ơi. Đây,
Mũi bào cạnh này bên em đang có hai kích thước này, 4/5 và 6/5. 4/5 và 6/5. Đây nhá, em có hai kích thước này, 4/5 giá của nó là 270.000. Còn mũi 6/5 giá của nó là 350 đúng không ta? 270 và 350. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy mã này để lại mã giúp em là mũi bào cạnh nhá, mũi bào cạnh này. Đó, em quay gần cho mọi người xem nhá. Nó sẽ có hai bi, một bi trên và một bi dưới, một bi trên và một bi dưới cho mọi người nhá. Thì kích thước trên tay em đang cầm là mũi 5 phân này, mũi 5 phân giá 270.000. Còn một mũi em xin lỗi là mũi 4/5. Nó có hai kích thước là 4/5 và 6/5. Thì mũi như tay em đang cầm là mũi 4/5 giá 270.000. Còn một kích thước nữa là 6/5 là giá 350.000 nhá. Thì mọi người lấy mã nào mọi người comment mã đó giúp em này. Anh Hiếu Lê ơi, mũi 2 phân có phải là anh soi hai lượt là nó ra là 4 phân không? Có phải không anh? Đây nhá, mọi người lấy mã này mọi người comment mã giúp em là bào cạnh 4/5 hoặc bào cạnh 6/5 giúp em nhá. Bào cạnh 4/5 giá 270.000. Còn bào cạnh 6/5 là giá của nó là 350.000 nhá. Đó, thì mọi người lấy kích thước nào thì mọi người comment cho em mã kèm kích thước và số điện thoại, em sẽ lên đơn cho mọi người nhá. Đây ạ. 4/5 giá 270.000, 6/5 là giá của nó là 350.000. Em qua mã. Em qua mã sản phẩm tiếp theo nhá. Mọi người muốn em lên mã sản phẩm gì thì mọi người comment cho em nhé. Có trục bào hạt 82 không? Đây anh. Đây nhá, trục bào đây ạ. Trục bào 82 đây. Trục bào máy cầm tay. Đây nhá anh Hải Cao ơi. Đúng rồi chị ạ. Xích giá giúp em với mũi bo tròn. Coi hai lượt ra 4 phân. Soi hai lượt ra 4 phân. R2 soi hai lượt ra 4 phân. Đợi em một chút em check giá nhanh Hiếu Lê ơi. Đây nhá mọi người ơi, mã sản phẩm tiếp theo trên tay em này, một mã sản phẩm cũng đang rất là hot này và mọi người cũng đây nhá, mọi người cũng đang chuyển từ trục thẳng sang trục hạt này rất là nhiều này. Đây nhá mọi người nhìn này. Trục bào hạt lắp máy cầm tay nhá mọi người, trục bào hạt lắp máy cầm tay này. Tất cả các cái hạt này của nó nhá, tháo lắp rất là dễ dàng luôn. Và khi mọi người mua cái trục hạt này, bên em có tặng kèm mọi người một cái hoa thị này để mở nhá. Để giúp mọi người là tháo này, tháo hạt này, mở hạt dễ dàng hơn nhá mọi người nhá. Thì cái hạt này nhá, nó sẽ có 4 mặt, mỗi một hạt có 4 mặt. Khi mọi người mà dùng mòn hết 4 mặt thì mọi người sẽ thay hạt khác giúp em nhá. Nó rất là đơn giản luôn. Thì cái giá trên line nhá mọi người nhá, giá trên line, giá của nó đang từ 1.150.000. Thì em sẽ giảm luôn 100.000 trên một chục là giá của nó chỉ còn là 1.050.000 nhá. 1 triệu, từ 1.150.000 giảm ngay 100.000 còn 1.050.000 giúp em ạ. Đây ạ. Đó mọi người nhìn cái trục giúp em nhé. Trời ơi mọi người mà chuyển sang trục bào này, mọi người bào ngon cực kỳ luôn. Nó rất là ngọt luôn đây nhé mọi người. Đó, trục hạt thay thế rất là dễ dàng. Bên em có tặng kèm theo mọi người một cái hoa thị này để mọi người tháo mở hạt luôn nhé. Đây ạ. Ai lấy để lại mã giúp em là trục bào hạt nhé. Chưa thích giá chưa? Mũi xoay ống tơ mà bo ra hai lượt ra bản 4 phân, hàng loại 2 của nó giá là 170.000 một chiếc, hàng loại 1 của nó giá là 280.000 một chiếc. Phí vận chuyển 20.000 một đơn ạ. Đâu anh chỉ đang đặt mũi rồi, đang lấy thêm đấy. Anh Hiếu Lê ơi, cái loại mà bo hai lượt ra 4 phân nhá, em có hai loại. Hàng loại 1 của nó là giá 280.000, còn hàng loại 2 là giá 170.000 nhá. Thì anh Hiếu ơi, anh xem anh lấy hàng loại 1 hay loại 2 thì để em gửi cùng đơn luôn anh Hiếu nhá. Hàng loại 1 là 280.000, hàng loại 2 là 170.000 ạ. Đó thì anh xem anh lấy loại nào nhá. Anh mà lấy hàng loại 1 thì comment giúp em là loại 1. Lấy hàng loại 2 comment giúp em là hàng loại 2 nhá. Loại 1 280, loại 2 là 170 ạ. Đó thì anh lấy loại nào comment cho em loại đó thì để em đi cùng đơn cho anh nhá. Đây nhá mọi người ơi, ngắm lại cái em trục bào hạt này một lần nữa nhá. Sau đó em sẽ qua mã này. Trời ơi một cái mã sản phẩm rất là xịn bên em luôn nhá. Đó, cái mã này đang có giá 1.150.000, sẽ giảm trực tiếp trên line 100.000, sẽ còn là 1.050.000 nhá. Đó, thì bác nào đang quan tâm cái trục này nhá, thì mọi người, đó, đây nhá, mọi người được nhìn trực tiếp này. Ok anh Hải Cao nhá, cho em xin số điện thoại chỉ anh ơi, em gửi cho anh một trục này. Ok này, cho em xin số điện thoại chỉ nhá, em gửi cho anh một trục nhá, mọi người ơi, nhanh tay nhá mọi người ơi. Đặt hàng ngay trên line nhá, sẽ giảm ngay 100.000 trên một chục ạ. Thì giá của nó sẽ còn là từ 1.150.000, giảm ngay 100.000 còn 1.050.000 nhá. Đó,
ai ai đã tìm hiểu qua cái trục này mà mọi người chưa nhìn hình ảnh thực tế thì hôm nay mọi người nhìn giúp em nhé. Mọi người nhìn giúp em này, đó bên em có tặng kèm luôn một cái hoa thị tháo tháo lắp luôn, mòn bốn bốn mặt hạt này thì mọi người thay hạt nhé, tháo mở hạt rất là dễ dàng luôn đó. Thì ai cần thì đặt luôn giúp em nhé, giá chỉ còn là 1.050.000 thôi nhá mọi người ơi, giảm trực tiếp trên like nhá, giảm ngay 100.000 luôn đó. Thì ai đang cần thì mọi người đặt giúp em này. Cho em xin số điện thoại chỉ nhanh Hải Cao ơi, để em gửi cho anh một chục nhá. Em cảm ơn anh Hải Cao đã ủng hộ em một chục bào ạ. Mọi người ơi, còn ai lấy chục bào nữa thì mọi người để lại mã giúp em là mã chục bào kèm số điện thoại giúp em nhá. Giá giảm trực tiếp trên like, giảm ngay 100.000, giá từ 1.150.000 còn 1.050.000 nhá. Em sẽ qua mã sản phẩm tiếp theo này. Em qua mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người nhé. Anh Hải Cao cho em xin luôn địa chỉ để em gửi nhá. Cho em xin luôn địa chỉ để em gửi cho mình nhá. Ok này, em sẽ lên cái mã keo bên em nhá. Em sẽ lên cái mã keo bên em này. Ok, em cảm ơn anh Hải Cao nhá. Anh xem là anh có cần thêm sản phẩm gì không thì để em gửi cùng đơn luôn nhá. Anh Hiếu Lê ơi, anh xem là anh có muốn lấy luôn cái anh muốn lấy luôn cái mũi mũi bo tròn đấy luôn không thì em gửi cùng mũi ghép ván luôn cho anh. Thì em gửi cùng đơn luôn, hàng loại 1 giá 280, hàng loại 2 là giá 170.000 nhá. Em qua mã này. Em sẽ qua mã sản phẩm nhá, dòng keo bên em này. Đây nhá mọi người ơi, em sẽ lên cái mã sản phẩm tiếp theo này, dòng keo đây nhá, dòng keo sữa mới bên em nhá, dòng keo sữa mới bên em này. Mọi người đây nhá, cái dòng này là dòng keo sữa của Duravan nhá mọi người ơi. Thì cái dòng keo này thì mọi người có thể sử dụng được cho cả nội ngoại thất luôn nhá, mọi người có dùng được cho cả nội ngoại thất luôn này đó. Thì cái này nhá, đây nhá, cái keo này bên em hiện tại đang có 3 thể tích như đây nhá, trọng lượng của nó sẽ có 3 loại như sau này. Cái can to nhá, như tay em đang cầm là 3,8 lít này, 3,8 lít nhá. Tôi muốn mua một mũi bào cạnh 4/5. Ok anh Hằng Ban này. Mọi người ơi, vì tên của mọi người không có dấu nhá, cho nên là em không chắc là mình có đọc đúng tên của mọi người hay không. Nếu như mà em đọc sai thì mọi người thông cảm giúp em nhá. Ok, em cảm ơn anh Hằng Ban này. Em chốt cho anh một mũi bào cạnh 4/5 nhá. Giá 270.000 cộng 20.000 phí ship là 290.000 anh nhá. Ok này, em thấy số điện thoại địa chỉ của anh rồi. Em cảm ơn anh ạ. Đây nhá, anh Hoàng Dung một bộ đục khóa bao nhiêu tiền? Bộ đục khóa. Bộ đục khóa giá 810.000 một bộ, phí vận chuyển hết 45.000. Anh Hoàng Dung ơi, giá 845 à? 810.000 một bộ. Anh Hoàng Dung ơi, một bộ đục khóa là giá 810.000 trên một bộ ạ. Giá 810.000 trên một bộ và phí ship của nó là hết 45.000 ạ. Bộ cự khoan khóa ấy là hết là giá 810.000, 810.000 trên một bộ cộng với 45.000 phí ship anh nhá. Anh Hưng ơi, hôm nay ship đã gọi cho anh chưa? Anh Hưng ơi, ship gọi dao súng phun sơn cho anh chưa anh? Đây nhá mọi người ơi, em sẽ lên keo tiếp này. Đây nhá, keo này bên em nhá, hiện tại này đang nóng, nó có sẽ trọng lượng của nó này. Nếu cái dòng keo này bên em là dòng keo mới nhá, keo sữa Duravan thì bên em sẽ đang được trợ giá rất là tốt này. Đang được trợ giá rất là tốt nhé, và có làm ra những cái dòng chai nhỏ như thế này để mọi người dùng nhé, để mọi người dùng này. Nếu như ai chưa dùng thì mọi người sẽ dùng trải nghiệm nhé. Thì cái loại nhỏ như tay em đang cầm có giá 65.000, 65.000 trên một chai nhé, dòng keo sữa. Keo sữa một thành phần mọi người có thể sử dụng được cho cả nội ngoại thất luôn. Đó, đây nhá, đó, thì ai lấy? À vâng, ok, em cảm ơn anh Hưng nhá, em cảm ơn anh Hưng ạ. Đây nhá mọi người ơi, còn cái can 3.8 lít này, cái can 3.8 lít này bên em có giá là 450.000. Thì mọi người lấy loại nào mọi người comment giúp em nhá. Đây cái loại nhỏ này, ai lấy keo như sữa nhỏ comment cho em là keo sữa nhỏ giá 65.000. Còn keo sữa 3.8 lít comment cho em là keo 3.8 lít giá 400.500 nha mọi người nhá, giá 450.000 ạ. Đó thì mọi người lấy loại nào mọi người comment cái loại đó giúp em nhá, lấy loại nào comment loại đó giúp em. Thước vuông góc bao nhiêu tiền? Anh Quế ơi, thước thước vuông bên em nhá, nó sẽ có là hai loại này, nó sẽ có hai loại, nó sẽ được làm từ nhôm đúc nhá. Đây, nó sẽ được làm từ nhôm đúc như này cho em ạ. Đó, làm từ nhôm đúc nhá. Đây này,
Vạch số rõ ràng như này giúp em nhé. Thì có hai loại này. Loại trắng như tay em đang cầm là 17 sen giá 45.000, còn loại trắng to 30 sen em đang treo đằng sau em này là giá 160.000. Còn đỏ 17 sen như tay em đang cầm đây là giá 60.000 và đỏ 30 sen như em đang treo đằng sau nhá là giá của nó là 180.000 nhá anh Quế nhá. Đó thì anh lấy loại nào thì anh comment cho em giúp em nhá. Trắng 17 giá 45.000, trắng 30 giá 160.000, đỏ 17 sen là giá 60.000 và đỏ 30 sen là giá 180.000 anh nhá. Thì anh lấy loại nào để lại mã lại đó giúp em ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo nhá mọi người ơi. Em qua mã sản phẩm tiếp theo nhá. Đó mọi người ơi, có mọi người ai chưa dùng cái dòng keo này thì mọi người lên lấy cái chai nhỏ này dùng thử đi mọi người ơi. Cái dòng keo Duravan mới này bên em là đang được trợ giá cho nên mới được giá tốt như vậy nhá mọi người. Thì đây là dòng keo sữa một thành phần, mọi người có thể dùng được cho cả nội ngoại thất luôn ạ. Có mẫu chỉ khuôn chanh không? Em có mũi soi khuôn chanh nhá, nhưng mà em đang không có mẫu ở đây. Anh Đặng Khánh ơi, em đang không có mẫu ở đây rồi, nhưng mà em gửi mẫu qua tin nhắn cho anh nhá, em gửi mẫu qua tin nhắn cho anh nhá. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy keo thì mọi người comment cho em là keo nhỏ 65.000 hoặc là keo 3,8 lít nhá. Em qua mã sản phẩm tiếp theo này. Anh ơi ship thêm 20.000 nữa anh Quế ạ. Thì ship thêm 20.000 nữa nhá. Thì ship thêm 20.000 nữa anh ạ. Cho xin giá cưa tay trên kệ. Cưa tay trên kệ à? 85.000 một cái. Anh ơi cưa tay trên kệ là giá 85.000 một cái anh nhá. Giá 85.000 một cái anh ạ. Đây nhá, ai lấy thì để lại cho em là mã cưa tay nhá. Giá 85.000 trên một cái ạ. Cộng với phí ship 20.000 nữa là 105.000. Ai lấy để lại cho em là mã cưa tay nhá, mã cưa tay. Mã cưa tay là đó, mã cưa tay 85.000 cộng 20.000 phí ship là 105.000 ạ. Em qua mã này. Em qua mã sản phẩm tiếp theo nhá. Anh Quế ơi, anh có ủng hộ em thuốc nào không anh? Anh lấy mã nào comment cho em mã đó nhá. Trắng 17 sen, trắng 30 sen hoặc đỏ 17 sen, đỏ 30 sen nhá. Phí ship thêm 20.000 nữa anh ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người nhé. Tiếp này, mã sản phẩm tiếp theo này, cữ lấy vạch nhé, cữ lấy vạch cho mọi người này. Thì cái cữ này nhá, mọi người có thể lấy cùng một lúc là hai vạch dấu luôn cho em nhé. Đây, mọi người lấy cùng một lúc là hai vạch dấu luôn này. Đây, em có nhá, anh Huỳnh ơi, đợi một chút em lên luôn nhé, em có ạ. Đây nhá, cái mã này rất là xịn luôn đây. Cái này thì mọi người có thể là xoáy điều chỉnh nhá, xoáy điều chỉnh cái vạch số ở đây nhá. Cái này có giá là 400.000 trên một cữ. Ai lấy để lại cho em mã là cữ lấy vạch. Ai lấy cữ lấy vạch để lại mã giúp em là cữ lấy vạch nhá. Cữ lấy vạch giúp em ạ. Ok anh Vinh Phạm này, em chốt cho anh đi. Ôi rồi, sao tự dưng nó bị đổ này? Em giật mạnh quá nha. Em tì vào ấy. Ủa, tay tập vào đây đi đấy. Lấy cho anh hai cái kìm chết cỡ lớn. Kìm chết là kìm gì? Kìm chết. Kìm chết hay kìm C? Anh Vinh Phạm ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi cho anh nhá. Em chốt cho anh hai keo nhỏ và một cưa tay ạ. Kìm chết, lấy cho anh hai cái kìm chết cỡ lớn. Kìm chết là cái gì ta? Em vẫn đang chưa hiểu là kìm chết là cái loại gì anh Quyết ạ. Anh có ảnh không? Anh gửi qua tin nhắn giúp em. Anh có ảnh không? Anh gửi qua tin nhắn giúp em ạ. Em vẫn đang chưa hiểu á. Anh Vinh Phạm ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ. Em gửi cho anh hai keo nhỏ và một cưa tay nhá. Đây anh ơi, cái mã đá mài hợp kim nhá. Đây mọi người ơi, em lên mã sản phẩm tiếp theo này. Anh Huỳnh ơi, đây nha, em lên mã sản phẩm tiếp theo này. Đá mài hợp kim bên em nhá. Cái đá mài hợp kim này bên em hiện tại là có 3 kích thước này. Sau lưng em á. Kìm chữ C. Hay là cái kìm này. Kìm chữ C. Đây đúng không? Kẹp nhanh à?
Anh Quyết ơi, cái này á, cái mã này đúng không anh? Cái mã này đúng không? Đây nhá, mọi người ơi, đá mài hợp kim này, bên em hiện tại là có 3 đường kính này. Đường kính nhỏ nhất là 125, và loại ở giữa là 150, và đường kính to nhất là 180. Ok anh Quyết này. Anh Quyết ơi, cái này bên em là nó có mấy kích thước đấy, thì anh xem là anh kiểm tra tin nhắn em nhá, anh xem là lấy loại to hay loại nhỏ nhá. Vinh Phạm, anh Vinh Phạm cho số điện thoại này. Ok nhá, em cảm ơn anh Vinh Phạm nhá. Em chốt cho anh Vinh Phạm là hai lọ keo nhỏ cộng với một cưa tay ạ. Anh Quyết ơi, cái này em có nhiều kích thước này, thì không biết anh đang muốn lấy loại to hay loại bé nhá. Anh đang muốn lấy loại to hay loại bé này. Đó. Anh Vinh Phạm ở số nhà 84 xã Gung Ré đúng không ạ? Anh Vinh Phạm ơi, có phải anh ở số nhà 84 Xã Gung Ré. xã Gung Ré, Hai cơ tay, một cơ tay à? Di Linh, Lâm Đồng đúng không anh Vinh Phạm? Hai keo nhỏ, keo 65.000 ấy, với cả một cưa tay. Đây nha mọi người ơi, đây nha, mã đá mài hợp kim này. Đó, em ok anh Vinh Phạm nhé, em cảm ơn anh Vinh Phạm nhé. Thì anh xem like xem có lấy thêm sản phẩm gì nữa không thì em gửi dồn đơn anh nhé. Đơn hàng của anh Vinh Phạm là hết 215.000 tiền hàng, phí vận chuyển hết 20.000, tổng đơn của mình là 235.000 đấy nhé. Anh Vinh Phạm ơi, đơn anh hết là 215.000 tiền hàng, có 20.000 phí ship là 235.000 anh nhé. Em không có keo AB anh ạ, em chỉ có keo keo dán gỗ một thành phần và keo sữa, keo thùng xanh nhá, keo AB bên em không có ạ. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy đá mài mọi người comment cho em nhá. Đá mài 125 giá của nó là 280.000, đá mài 150 giá của nó là 350.000, và đá mài 180 đường kính 180 là giá 650 nhá. Thì mọi người lấy loại nào mọi người comment cho em loại đó này. Đá mài đường kính 125 giá 100 à giá 280.000. Zalo sau báo giá và kích thước. Anh Quyết ơi, anh kiểm tra tin nhắn em nhé. Anh kiểm tra tin nhắn em nhé. Em gửi luôn kích thước cho anh chọn luôn nhé. Anh kiểm tra tin nhắn em để em gửi luôn kích thước cho anh chọn. Anh Quyết, anh ấy hỏi cái này này. Cái này chị Ngọc C à? Anh Quyết à? Anh Nguyễn Văn Quyết. Nguyễn Văn Quyết ấy, Quyết ấy. Đây nha, anh Quyết ơi, anh kiểm tra tin nhắn nhé để em gửi luôn cái kích thước. Ok anh này, em gửi luôn kích thước anh chọn luôn nhé. Anh ok rồi. Đây nha mọi người ơi, đá mài hợp kim này, mọi người lấy đường kính bao nhiêu thì mọi người comment cho em nhé. Đường kính nhỏ nhất là 125 giá 280.000, đường kính 150 là giá 350, và đường kính 180 là giá của nó là 650.000 nhá. Đó thì mọi người lấy đá mài nào, đường kính bao nhiêu thì mọi người comment cho em cái đường kính mọi người cần lấy nhá. Em qua mã sản phẩm tiếp theo này. Lên giá keo một thành phần. Anh ơi hiện tại nhá, keo một thành phần thì hiện tại em đang chỉ còn là keo sữa nhá. Hiện tại em đang còn keo sữa này, còn keo Duravan thùng vàng và keo thùng xanh hiện tại bên em đang hết hàng, chưa về được anh ạ, chưa về kịp nhá. Thì hiện tại này cái keo một thành phần bên em nhé mọi người nhé, hiện tại keo một thành phần bên em hiện tại chỉ còn lại hai dòng keo sữa như này, còn lại hai dòng keo sữa này thì cái dòng keo này mọi người dùng được cho nội ngoại thất và để mọi người dùng để ghép mộng nhé, mọi người ghép mộng giúp em này. Thì cái đây nhá, keo tipon nhá, keo tipon bên em này 437 ml có giá 95.000, còn keo sữa Duravan có giá là 65.000 mọi người nhé. Đó thì đây là đều là keo sữa một thành phần ạ. Còn lại là bên em đang có keo keo dán gỗ thùng vàng Duravan thì bên em hiện đang tạm hết hàng nha mọi người nhé, đang tạm hết hàng ạ. Thì mọi người ai lấy keo sữa thì mọi người comment cho em nhé. Keo sữa 95 hoặc keo sữa 65 nha mọi người ơi. Đó, keo sữa Tipon này là giá 95.000, còn keo sữa của Duravan là 65.000 ạ. Thì mọi người lấy đều nó đều là keo một thành phần nhá, đều là keo một thành phần. Thì mọi người lấy loại nào mọi người comment loại đó giúp em này, keo sữa 95.000 hoặc là keo sữa 65.000 giúp em ạ. Em sẽ qua mã sản phẩm tiếp theo nhá. Anh Tấn Nghị ơi, anh đã dùng cái sản phẩm anh đã dùng cái sản phẩm keo sữa bao giờ chưa ạ? Anh đã dùng cái sản phẩm keo sữa bao giờ chưa anh? Em sẽ qua cái mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người nhé.
Anh Văn Thắng trả lời anh Văn Thắng, Văn Thắng súng bắn đinh chưa? Anh Văn Thắng ơi, anh cần súng bắn đinh 3 hoặc là súng bắn đinh 5 hay súng bắn bê tông với anh Văn Thắng. Em chào anh Ngọc Thành nhé, em chào anh Ngọc Thành này. Tiếp theo, mã sản phẩm tiếp theo lên cho mọi người này. Đây nhá, mã sản phẩm tiếp theo. Mình hay dùng loại thùng vàng hoặc xanh nhưng chưa dùng keo sữa. À, vâng, anh Thụy ơi, cái keo thùng vàng Duravan với keo thùng xanh thì hiện tại bên em đang đang tạm hết hàng ấy. Đó, thì bây giờ hiện tại chỉ còn dòng keo sữa một thành phần thôi. Thì cái dòng keo sữa này thì anh có thể sử dụng được cho bản nội ngoại thất ấy. Và mình những cái chi tiết nào mình cần ghép mộng ấy thì mình sử dụng cái keo sữa này được anh ạ. Đó, thì bên em đang bán hai dòng keo sữa. Đổi sang keo 95 cho Vinh có được không? Được nha anh Vinh ơi, anh muốn đổi từ keo 65 sang keo 95 đúng không? Anh lấy sang hết cả hai keo 95 đúng không ạ? Anh Văn Thắng ơi, súng bắn đinh F3 bên em nó bán giá là 350.000 cộng ship 20.000 anh nhé. Nếu anh chưa dùng keo sữa, anh thử mua một chai nhỏ bên em về dùng đi anh, nó cũng là keo một thành phần đấy. Nó cũng là keo một thành phần thì mình đều dùng cho nội ngoại thất đều được ạ. Đều dùng cho nội ngoại thất đều được nhá. Và những chi tiết mà cần ghép mộng ấy thì mình đều ghép được, hoặc là anh cần kiểu nó vẫn có thể trộn được cùng với mùn cưa anh nhá. Đây nha mọi người ơi, cái mã súng bắn đinh bên em này, tay em đang cầm là súng bắn đinh F3 nhá. Súng bắn đinh F3 này có giá 350.000. Còn bên em còn lại là súng bắn đinh T5 và súng bắn đinh bê tông với mọi người nhé. Thì súng T5 và súng bê tông thì về cái mẫu mã bên ngoài thì nó cũng sẽ giống cái này nhé. Nhưng mà cái sẽ giống cái này nhé mọi người. Đó, nó chỉ khác nhau về giá, khác nhau về giá nhé. Ok anh Thắng ơi, đúng loại này rồi đúng không? Thì anh có muốn lấy luôn không ạ? Cái này là giá 350.000 trên một súng bắn đinh F3 này, 350.000 nhé. Đó, còn bên em còn có cả loại T5 và loại súng bắn đinh bê tông ạ. Đây nhá, ai lấy súng bắn đinh này mọi người comment cho em là súng F3 giá 350.000 nhá, giá 350.000 mọi người nhá. Giá 350.000 này, em qua mã sản phẩm tiếp theo này. Anh Thắng ơi, có muốn lấy luôn không? Anh có muốn lấy luôn không anh? Anh Vinh Phạm ơi, em đổi cho anh là keo, em đổi cho anh từ hai hai keo 65 sang keo 95 anh nhá. Anh xem là ok không thì để em đổi lại cho anh nhé, em đổi lại cho anh ạ. Em sẽ lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người này. Đây nhá, mã sản phẩm tiếp theo bên em này. Đá mài nhá, hiện tại trên tay em đang cầm hai loại đá mài này. Thì cái đá mài hình chóp này nó là đá mài mũi mài mũi đục nhá mọi người nhá. Cái này là mũi mài mũi đục này. Thì mọi người mài nó có thể mài được trên rất là nhiều kích thước khác nhau. Anh ở đâu mà qua lấy đấy anh ở đâu đấy? Vâng, em chào anh Vận nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Đây nhá mọi người ơi, mũi mài mũi đục này, mọi người để mài cái mũi đục mộc vuông nhé, mũi đục mộc vuông này thì mọi người có thể mài được trên rất là nhiều kích thước khác nhau giúp em nhé. Cái mũi này có giá là 120.000 cho một mũi nhá. Đây 120.000 cho một mũi này. Đó, tiếp theo nhá, cái mã tiếp theo này, đá mài lưỡi bào nhá. Đá mài lưỡi bào này thì cái đá này bên tay em đang cầm là nó có kích thước là 125 này, nó có kích thước 125, lỗ trục của nó lỗ trục 32 nhé mọi người nhé. Lỗ trục của nó lỗ trục 32 này. Gửi cho anh súng bắn đinh F30. Ok anh Hương nhá. Ok anh Hương này, em vẫn gửi về địa chỉ cũ đúng không anh Hương? Đây nhá mọi người ơi. Đó. Đây nhá, cái đá mài lưỡi bào này có giá 140.000 trên một đá này. Đó thì mọi người lấy loại nào mọi người comment mã loại đó giúp em nhé, lấy loại nào comment mã loại đó giúp em này. Anh Hương ơi, anh xem ai thì xem là còn muốn lấy thêm sản phẩm gì nữa không anh nhé. Anh Vinh Phạm ơi, anh còn xem ai không, anh còn xem ai không, anh xem là anh xem là có em đổi cho anh từ keo 65 sang keo ấy nhé. Sang keo 95. Hương lấy một
Anh lấy một súng bắn đinh F30. Chị lấy số điện thoại. 35987. Ok anh Hưng nha, em chốt cho anh Hưng một súng bắn đinh F30 này giá 350.000, thì ship 20.000 là chị. Cộng thêm thì ship 20.000 nữa là 370.000 anh nhá. Em cảm ơn anh Hưng nha. Anh xem cần thêm sản phẩm gì nữa không thì để em gửi dồn đơn nhá. Anh Linh này cho anh một mũi mài mũi vuông nữa. Ok anh Linh này. Anh Linh dồn đơn thêm một mũi mài mũi đục nữa. Ok anh nhá, mũi mài mũi đục là giá 120.000 này. Em dồn đơn thêm cho anh Linh nhá. Rồi em cảm ơn anh ạ. Mình nào nhỉ? Anh Minh và anh lấy bộ mộng của bếp. Ok anh lấy lên ý. Giờ anh lấy thêm một mũi mài nữa. Đây nha mọi người ơi, ai lấy mũi mài, anh lấy mũi mài mũi đục hoặc vuông thì để lại mã cho em. Mũi mài mũi đục giá 120.000, đá mài lưỡi bào giá 140.000 mọi người nhá. Đó thì mọi người lấy mã nào mọi người comment mã đó giúp em qua mã này. Em qua mã nhá. Mũi thuốc dẫn 6 ly sâu 1 phân 5. 6 ly sâu 1 phân 5. Mũi thuốc dẫn 6 ly nhân 1 6 ly sâu 1/5. Mũi cuốc dánh 6 ly sâu 1/5 giá là 155.000 một chiếc ạ. Mũi không có bi đâu anh nhá. À, anh Hoàng Hoa Môi đây nhá. Mũi mũi 6 ly nhỉ. Sâu 1/5 giá 155.000 nhá. Giá 155.000, mũi không có bi đâu ạ. Mũi không có bi đâu nhá mọi người nhá. Đây, cái này bên em là mã cuốc 6 cánh này. Mọi người á cần bao nhiêu ly và cuốc sâu bao nhiêu thì mọi người để lại mã giúp em kèm kích thước, em sẽ báo giá cho mọi người nhé. Hàng bên em là hàng hợp kim đức nha mọi người nhé. Hàng bên em là alo hàng à? Kim đức ạ. Alo. Anh Phong ơi, giá 155.000 nhé. Gửi cho anh đá mài lưỡi bào thêm súng bắn đinh F3. Ok anh Cường này. Ok anh Cường nhá, em gửi cho anh Cường về địa chỉ cũ nha anh Cường nhá. Nhưng mà cái đấy em đang hết hàng rồi anh ạ. Súng bắn đinh F3 là giá 350.000 cộng với giá mài lưỡi bào là 140.000 anh nhá. Đúng rồi ạ, cái mũi đấy của nó thì giá là 450 nhưng mà em đã hết hàng rồi. Ok anh Cường này, em cảm ơn anh Cường nhá. Anh Hoàng Phong à? Anh Hoàng Phong ơi, em đang báo giá. Vâng, đúng rồi anh ạ. Tại vì nãy bạn không để ý bạn báo giá cho anh, em kiểm tra tồn không còn hàng anh ạ. Hàng hợp kinh đức ạ. Cho anh xem bộ mũi đánh ván Zanzi á. Mũi đánh ván Zanzi ở đánh ván Zanzi em có Zanzi. Vâng, thế thì anh đặt tạm cái đấy giúp em. Tại vì bên em không còn hàng mà còn em bán cho anh, em để làm gì đâu anh. Vinachi á. Thế thì anh cứ hỏi lại bạn ấy nhá, bên em không còn hàng đâu. Anh cứ hỏi lại. Vâng anh, vâng anh ơi, anh cứ đặt bạn đi, nếu bạn gửi cho anh thì anh hãy nói em. Còn bây giờ em check hệ thống không còn hàng thì em bảo không còn hàng, chứ em có hàng em bảo không còn hàng để làm gì, anh bán hàng thì ai chẳng mong có khách ạ. À? Dạ vâng, anh cứ kiểm tra lại cho bạn nhé. Vâng. Thì ngon xem là thiếu sản phẩm gì thì ủng hộ cho em tiếp nha anh nhá. Rồi để em gửi cho anh là súng bắn đinh với lại đá mài trước nhá. Ai đấy? Đó, đây đây, anh ở bên phía trước em. Đây con Hưng à? Anh Hưng, chị lên đơn chưa? Lên rồi. Không, lại một anh nữa. Lấy súng bắn đinh. Mũi cuốc sâu 7, mũi cuốc 7 ly sâu 1/5. Anh đang cần mũi cuốc 6 cánh đúng không anh Hương? Anh cần cuốc 6 cánh đúng không? Anh đang cần loại 6 cánh này đúng không anh? Anh xem là đúng không? Anh cần loại 6 cánh đúng không ạ? Anh xem, cho anh xem cái thước vuông. Ok anh nhá, ok anh ạ. Anh Cường là chốt một súng, đây chị em, điện thoại đi nhé, Trần Văn Cường. Một súng bắn đinh F3 và một đá mài lưỡi bào. Anh Cường ơi, em cảm ơn anh Cường nhé, em lên đơn cho anh nhé. Một súng bắn đinh F3 này cộng với một đá mài lưỡi bào này. Loại 4 cánh có bi nhé, nếu như 4 cánh có bi bên em không có đâu, nếu dòng có bi bên em chỉ có loại 2 cánh thôi. Tầm có bi bên em chỉ có loại 2 cánh thôi, còn 4 cánh thì bên em không, bên em là 4 cánh loại không bi nhá.
bốn cánh loại combi đây này, bốn cánh bên em đây nhá. Đây bốn cánh bên em này. Đây nhá mọi người ơi, mũi cốt bốn cánh nhá. Mọi người cần lấy loại bốn cánh hay sáu cánh thì mọi người comment cho em nhá. Hàng bên em đều là hàng hợp kim cấp nhá. Xuân Tiệp Đỗ, anh Xuân Tiệp Đỗ, anh đang muốn anh đang quan tâm sản phẩm gì bên Vinachi à anh? Anh đang quan tâm sản phẩm gì bên Vinachi à? Đây nhá mọi người ơi, hai mã cốt bên em nhá, một mã cốt bốn cánh và một mã cốt sáu cánh này. Thì mọi người đang cần mã cốt mấy cánh thì mọi người comment cho em là cốt bốn cánh kèm kích thước hoặc cốt sáu cánh kèm kích thước nhé. Cả hai đều được làm từ hợp kim thước cho mọi người nhé. Cả hai mũi đều được làm từ hợp kim thước ạ. Mọi người comment mã kèm kích thước giúp em sẽ lên cho mọi người nhé. Tiếp theo này, em sẽ lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người nhé. Mọi người cần em lên mã sản phẩm gì thì mọi người cứ comment cho em ạ. Thì em sẽ lên thiết kế mũi đánh ván Grand Prix Lan Trần. À, mũi đánh mũi Lan Trần hả? Lan Trần 650 một bộ. Giá 650.000 trên một bộ anh nhá. Giá 650.000 trên một bộ. Bộ đấy vừa đây xong vậy đâu rồi đấy. Đây. Đây nhá anh Nguyễn Đại ơi, đây nhá. Grand Prix gọi là Lan Trần này. Làm gì? Đây nhá, đây anh ơi, bộ Lan Trần bên em đây giá 650.000 trên bộ hai mũi này, hàng hợp kim đức nha anh nhá. Đây, đó, anh nhìn rõ không ạ? Mũi Lan Trần này, đó. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy mũi Lan Trần mọi người để lại mã giúp em này. Mũi Lan Trần nhá, giá 650.000 trên bộ hai mũi giúp em ạ. 650.000 trên bộ hai mũi hàng hợp kim đức nhá. 650.000 bộ hai mũi hàng hợp kim đức giúp em ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo này. Mọi người muốn em lên mã nào mọi người cứ comment cho em nhé để em lên cho mọi người. Em sẽ lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người ạ. Anh Hương ơi, cái loại có bi em không có nhá. Anh có muốn lấy sang cái loại không bi không? Anh có muốn lấy sang cái loại không bi không anh? Tiếp theo này, em lên một mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người nhá. Một mã sản phẩm mà cũng đang bán chạy bên Vinachi hôm nay nhá. Đây, chúng tôi chỉ chế kẹp đúng lăng cho vai này. Cái đây nhá mọi người. Cái mã sản phẩm tiếp theo em lên cho mọi người này. Chụp soi chỉnh chế kèm đục năng này. Đây nhá, cái lưỡi này của nó là lưỡi thép gió nhá. Đây, em quay cho mọi người nhìn này. Đây nhá. Đây là cái chụp chụp kèm đục năng này. Cái chụp này bên em có giá là 170.000 trên một chụp. Còn cái lưỡi thép gió nhá, không biết mọi người có nhìn rõ không? Đây, cái lưỡi thép gió này nó sẽ có cái kích thước là 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly và 8 ly và 10 ly, không có 9 ly nhất anh nhá. Đó, thì cái này mọi người cần lưỡi mấy ly thì mọi người chỉ cần comment giúp em nhá. Giá 30.000 trên một lưỡi thép gió, cái này chất liệu của nó là thép gió nhá. Còn cái trục này là 170.000 trên một trục này. Còn lưỡi sẽ là 30.000 trên một lưỡi. Thì mọi người lấy bao nhiêu lưỡi thì mọi người sẽ nhân lên bấy nhiêu, 30.000 một lưỡi thôi nhá, lưỡi thép gió này. Thì một bộ của nó gồm một chục và một lưỡi, giá sẽ là 200.000 nhé mọi người nhé. Giá sẽ là 200.000 ạ. Giá sẽ là 200.000 nhé. Thì cái bộ này nhé thì mọi người sẽ soi cái chỉ, mọi người sẽ soi cái chân ghế. Đây này mọi người sẽ soi những cái chỉ nhỏ ở chân ghế nhé. Đây ạ, cái chục này mọi người soi những cái chỉ nhỏ ở chân ghế giúp em này. Một bộ của nó sẽ gồm là một chục và một lưỡi, giá 200.000. Và mọi người muốn lấy nhiều lưỡi hơn thì mọi người chỉ cần nhân tiền lên thôi ạ. 30.000 một lưỡi nhé. 30.000 trên một lưỡi ạ. Em sẽ qua mã sản phẩm tiếp theo này. Mọi người muốn em lên mã sản phẩm gì thì mọi người cứ comment cho em nhé mọi người ơi. Mọi người muốn lên mã nào thì mọi người comment cho em thì em sẽ ưu tiên lên trước nhá. Em sẽ ưu tiên lên trước. Em sẽ qua một mã sản phẩm tiếp theo này. Mã sản phẩm tiếp theo nhé. Thank you.
Tiếp theo này, mũi phay ba cánh nha mọi người ơi, mũi phay ba cánh này. Cái mũi phay này nhá, nó sẽ có đúng rồi, thước vuông bao tiền một cái. Em bị thua tin nhắn thế anh Cốc ơi, em bị thua tin nhắn nhá. Đây cái thước vuông bên em đây. Em bị thua tin nhắn em thông cảm em một tí nhá. Đấy, cái thước thước vuông bên em đây nhá. Cái thước vuông này bên em hiện tại đang có hai loại này. Thước được làm từ nhôm đúc nha mọi người nhá. Đây nhá, được làm từ nhôm đúc, và cái mã thước này thì em đã lên 2-3 lần trong ngày hôm nay rồi, thì em sẽ lên lại nhanh nhá. Thước nhôm đúc này, cái vạch của nó đây nhá, sắc nét như này giúp em này. Đó, thì nó sẽ có hai loại nhé. Trên tay em đang cầm là kích thước của nó là 17 cm, thì mọi người lấy theo mã giúp em này. Trắng 17 cm như tay em đang cầm là giá 45.000 trên một thước này. Còn loại 30 cm thì em đang treo đằng sau là giá 160.000. Còn thước đỏ này 17 cm như tay em đang cầm nhé là giá 60.000 trên một thước. Còn loại 30 cm thì em đang treo đằng sau kia là giá của nó sẽ là 180.000 nhé. Thì mọi người lấy loại nào mọi người comment mã lại đó giúp em này. Trắng 17 hoặc trắng 30, đỏ 17 hoặc đỏ 30 giúp em nhé. Trắng 17 giá 45.000, trắng 30 giá 160.000, đỏ 17 giá 60.000 và đỏ 30 là giá 180.000 ạ. Anh Túc ơi, anh có muốn lấy cái mã thuốc nào không thì anh comment theo mã giúp em nhé. Mã em vừa lên rồi đấy. Đây, mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người này. Mũi phay ba cánh nhá, hàng thuộc kim nhất giúp em ạ. Cái mũi em đang cầm thì là nó cao, nó dài 5 phân nhá, nó dài 5 phân cho em ạ. Đây cái này của nó đây, ba cánh này hàng thuộc kim nhất, và ở dưới của nó sẽ có hai bi giúp em nhá. Đây nó sẽ có hai bi này. Mũi này có giá là 280.000, 280.000 cho mũi này. Ai lấy mũi này để làm giúp em mã là phay ba cánh. Alo ạ. Ai lấy mũi này để alo giúp em là mã phay ba cánh, mã phay ba cánh giúp em ạ. Em cho mã sản phẩm tiếp theo. Dạ mời em xem ạ. Mã phay ba cánh này, để cho anh một cái trắng 17. Ok anh Cúc nhá, cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi nhá. Anh xem là anh cần thêm sản phẩm gì nữa không để em gửi cùng luôn nhá. Và mời em kiểm tra. 2.000 thì ship là 65.000. Thì anh xem lấy kèm theo sản phẩm gì nữa không để em gửi đơn cho anh nhá. Em lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người này. Bà Lợi ơi là bà Lợi. Đây nhá, mã sản phẩm tiếp theo bên em này. Em lên cho mọi người nhá, mã 3S nhá. Mã 3S tay quay cho mọi người này. Alo. Dạ, em chào anh Ngân. Em chào anh Ngân. Em vừa chốt anh đơn với anh Phi nhá. Long là có mũi uốn cong 50 à? Em nhìn thật gì còn hàng đâu, em kiểm tra tối nên báo khách đi, khách đang mắng mọi chị quá này. Bây giờ mới vào like hả anh? Khách đặt chỗ Hiền, Hiền báo không hết, khách đặt chỗ em bảo còn, bây giờ còn hàng đâu. Em nói lại với khách đi nhá. Anh xem là cần sản phẩm gì thì ủng hộ em nhá anh ơi. Anh em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Đây nha, em lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người này. Mã 3S tay quay bên em nhé. Cái mã này bên em hiện tại đang có những kích thước như sau này. Có kích thước 30, 40, 50, 60, 80, 1m, 1m2 và 1m5 nha mọi người nhé. Đây, mọi người xem cái đầu vam cho em này. Em quay gần cái đầu vam nhé. Đây, đầu vam bên em này nó rất là dày dặn luôn. Kèm theo nhé, cái thân vam bên em đây nó sẽ có rãnh giữa như này cho mọi người này. Đó, và đây nhé, cái phần ở đây này nó sẽ cứa như này thì sẽ giúp mọi người, sẽ giúp nhé, cái này nó sẽ chống trôi chống cột cho mọi người này. Và hàng bên em nhé sẽ là và hàng bên em nhé sẽ là hàng vam ép loại 1 này. Nhận hàng thì mọi người cứ kiểm tra hàng giúp em nhé. Thì cái mã này nhé, mọi người lấy vam bao nhiêu thì mọi người comment cho em vam ép kèm kích thước này. Ví dụ mọi người lấy vam ép 60 comment cho em vam ép 60, hoặc vam ép 30, 40, 50, 80, 1m và 1m2 nhé. Thì mọi người lấy vam kích thước bao nhiêu mọi người comment cho em. Cái mã đó thì em sẽ báo giá cho mọi người nhé. Đây, cái hàng bên em nó rất là dày dặn như này cho em này. Vam dày dặn nhá, có rãnh giữa giúp em như này. Thì mọi người lấy loại nào, mọi người comment mã loại đó giúp em thì em sẽ lên mã cho mọi người, em sẽ báo giá cho mọi người nhá. Em chào anh Bộ nhá, em chào anh Bộ ạ. Đó, mọi người ơi, mọi người muốn em lên mã sản phẩm nào thì mọi người comment cho em cái mã sản phẩm mà mọi người muốn lên nhá, thì em sẽ lên cho mọi người ạ.
Anh Túc ơi, anh lấy thước cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi nhá, để em gửi thước cho anh ạ. Đây nha, em sẽ qua mã sở tiếp theo nhá mọi người ơi. Đây, VAM F này, ai lấy mã VAM F này thì mọi người comment cho em mã VAM F kèm kích thước để em báo giá này. Nó sẽ có tất cả những kích thước sau nhá: 30, 40, 50, 60, 80, 1m, 1m2 và 1m5 ạ. Thì mọi người lấy kích thước bao nhiêu thì mọi người chỉ cần comment cho em thôi nhá. Đấy, thước bên em là hàng loại 1 nhá. Không cong, không vênh đâu nhá, không cong, không vênh đâu ạ. Đó, em sẽ qua mã sản phẩm tiếp theo này. Đây nhá, tiếp theo một mã VAM khác nha mọi người ơi. Một mã VAM khác cho mọi người này. Cái này là VAM ép tay xoáy nhá. Mã này là mã VAM ép tay xoáy giúp em này. Đây ạ, đó. Thì cái kích thước như em đang cầm đây nhá, thì là nó sẽ là dài 50. Kích thước này nó sẽ là 80 x 50 nhá. Thì giá chỉ có 60.000 trên một VAM như này thôi mọi người nhá. 60.000 trên một VAM này. Thì mọi người lấy VAM này để lại cho em mã là VAM F50 nhá. VAM F50 này, giá 60.000 trên một VAM thôi nhá mọi người ơi. Đây, đó mọi người nhìn giúp em này. Đây ạ, tất cả đều là hàng loại 1 nhá. Đây, đầu VAM của nó rất là dày dặn này. Em có keo epoxy nhá. Em có keo epoxy nhá. Epoxy hình như bây giờ là mình chỉ còn cặp 3 cân, cặp 1 cân rưỡi đúng không? Ok này, em thấy số điện thoại địa chỉ của anh Túc rồi nhá. Rồi em cảm ơn anh Túc ạ. Anh Túc ơi, anh có muốn lấy thêm sản phẩm gì nữa không? Đơn của anh đang là một thước 45.000 cộng 20.000 thì ship là 65.000 đấy. Anh Bộ ơi, keo epoxy bên em nhá. Hiện tại đang có cặp 3 cân. 3 cân gồm 2 can A và B nhá. Cặp 3 cân bên em đang có giá là 620.000. Còn màu bên em đang bán là 10.000 trên một lọ ạ. 10.000 trên một lọ màu anh nhá. Đó, thì anh xem là anh có muốn lấy luôn không nhá. 620.000 trên một cặp 3 cân. Trên một cặp 3 cân nhá, hay là 3 lít, hoặc là 3 lít nhá. Màu thì giá là 10.000 trên một lọ ạ. Màu giá là 10.000 trên một lọ anh nhá. Anh cứ gọi cái địa chỉ anh cho em, nó ở thuộc xã nào? Đây nhá mọi người, đấy anh Bộ ơi, giá là như vậy nhá, thì anh xem anh có lấy không, thì để lại mã giúp em nhá, để lại mã giúp em giá 620.000 trên một cặp 3 cân và 10.000 trên một lọ màu ạ. Đó, bên em bán kèm cả màu luôn nhá. Đây mọi người ơi, cái mã VAM tay tay xoáy bên em này, VAM em đang cầm có giá 60.000 trên một VAM nhá mọi người ơi. Giá 60.000 trên một VAM, dài 50 ạ. Dài 50 nhá. Mọi người ai lấy để lại cho em mã là VAM F, VAM F 50 này. À, VAM 50 đi. Anh Túc ơi, địa chỉ ở thành phố Bắc Ninh thì làm gì có xã Quế Võ đâu anh ơi. Em qua mã sản phẩm tiếp theo nhá. Ai lấy cái mã VAM ép tay xoáy này thì mọi người để lại giúp em là VAM VAM xoáy đi, VAM xoáy nhá. Giá 60.000 thôi mọi người nhá. Giá 60.000 trên một VAM tay em đang cầm này. Đó, mã tay xoáy nhá, 60.000 trên một VAM, rất là dày dặn luôn mọi người nhá. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, em qua mã sản phẩm tiếp theo nhá. VAM ép tay xoáy giá 60.000, giá 60.000 trên một VAM ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo này. Mọi người ơi, có ai muốn em lên mã sản phẩm gì không thì mọi người comment cho em biết nhá. Em lên mã sản phẩm tiếp theo này. Dao phay quả trà cầu thang nhá mọi người nhá. Đấy, hiện tại em đang có 3 mẫu ở đây cho mọi người này. Dao phay quả trà cầu thang nhá, em sẽ có 3 mẫu như này. Đây nhá, mã sản phẩm tiếp theo này. Dao phay quả trà cầu thang nhá. Đây mọi người ơi, đó em sẽ có 3 mẫu nhá. Đây, mẫu này bên em nhá. Cái đen tay em này có giá là 270.000 này.
lên súng phun sơn à? À, ok anh Khiên nhá, đợi em lên mã này xong thì em sẽ lên luôn súng phun sơn nhá. Đây à, còn hai quả trà này nhá, có giá là 320.000 nhá. Đây hai quả này thì giá hai quả này thì giá bằng nhau luôn này. Thì mọi người lấy quả hạt comment cho em là quả trà hạt, hoặc là lấy quả này comment cho em là quả trà sắn xoắn nhá. Giá của nó là 320.000, còn cái hình trụ này là 270.000 mọi người nhá. Hình trụ này là 270.000. Anh Nguyễn Quế ơi, cần súng bắn tinh F3 hay súng bắn tinh 5 ạ? Đây nhá, mọi người lấy lại nào, mọi người để lại đấy cho em nhá. Cái này là hàng của nó là 6 cánh hợp kim, loại hợp kim nhá, giá 270.000. Giá 270.000 ạ. À, anh Quế ơi, anh lấy súng bắn đinh F hay là đinh T? Anh lấy đinh F hay là đinh T ạ? Anh lấy đinh F hay đinh T anh? Đinh ép à? Đây nhá, đinh ép như tay em đang cầm luôn nhá. Có mà, anh Hưng ơi, có mà gì đấy anh Hưng? Anh Hưng ơi, anh đang nhắn cái gì đấy? Có mà gì đấy anh? Đây nhá, anh Quế ơi, đây nhá, súng ép này, F30 như tay em đang cầm nhá, giá 350.000. Giá 350.000 cộng 20.000 phí ship là 370.000 trên một súng ép nhá. Đây ạ. Đó, súng ép như tay em đang cầm này. Ai lấy mã này để lại cho em mã là súng bắn đinh F3, súng hoặc là để cho em mã là F3 thôi. Mã là F3 thôi cũng được nhá, cho nó đỡ dài. Giá 350.000 cộng 20.000 phí ship là 370.000 nhá, súng bắn đinh F3 này. Đó. Ai lấy để lại mã cho em là mã F3 nhá. Đây em lên mã sản phẩm tiếp theo cho mọi người này, súng phun sơn nhá. Súng phun sơn bên em hiện tại là có hai dòng như này cho mọi người. Đây nhá, hiện tại là có hai dòng như này nhá. Đây hiện tại có hai dòng như này này. Đây mọi người nhìn cái đầu bếp nhá. Mọi người nhìn cái đầu bếp này. Anh Quý ơi, anh xem có muốn lấy súng bắn đinh luôn không anh nhá. Đây cái loại này nhá, là loại vừa tiền bên em này. Cái dòng này là dòng W71 là của Boss nhá mọi người nhá. Đây cái dòng này là dòng của Boss này. Bên em không có F5 mà chỉ có T5 thôi anh ạ. T5 là giá 700 ạ. T5 là giá 700 anh nhá. Không có F5 đâu, có T5 thôi. Đây mọi người nhìn này, cái súng này là súng loại vừa tiền bên em nhá. Cái súng này thì sẽ có giá là 390.000, sẽ tặng kèm một lọc và bao ship nhá. Đây bên em sẽ tặng kèm một lọc. Đây cái lọc như này mọi người nhá. Đây cái lọc như này. Cái này là loại vừa tiền bên em này, giá 390.000, tặng kèm một lọc và hỗ trợ bao ship. Còn em lên tiếp theo, cái mã này là mã đắt bên em nhá mọi người nhá. Đây mã đắt bên em này, cái hãng này là của hàng CHRB nhá. CHRB này mọi người ơi, W71 của CHRB này. Thì cái dòng đắt này bên em nhá sẽ có giá là 505.000, sẽ mua một súng tặng kèm một lọc và bao ship cho mọi người nhé. Mua một súng tặng kèm một lọc và bao ship ạ. Đây đó, thì mọi người lấy mã nào mọi người comment mã đó giúp em nhé. Lấy loại vừa tiền thì comment cho em là mã súng 305, còn lấy loại súng đắt là comment cho em là mã súng 505 nhé. Cứ lắp lưới bào bên em có giá là 325.000 cả ship nhá anh nhá. Giá 325.000 cả ship ạ. Đây nha mọi người ơi, ai mà quan tâm súng phun sơn nhá, ai đang muốn lấy súng phun sơn thì mọi người lấy mã nào mọi người comment mã đó cho em này. Đây ạ, cái súng này là hàng vừa tiền nhá, hàng vừa tiền này. Hàng vừa tiền có giá là 390.000, tặng kèm một lọc và bao ship. Đây còn cái loại này là loại đắt bên em nhá, loại đắt bên em có giá là 505.000, mua một súng tặng một lọc và hỗ trợ bao ship luôn ạ. Đó, thì mọi người lấy loại nào mọi người comment loại đó giúp em nhá. Đó, lấy loại vừa tiền comment cho em là súng 390, còn lấy loại đắt comment cho em là súng 505 nhé. Anh Trần Công Viên ơi, súng 505.000, không phải 500 đâu, 505 nhá. Để anh một cái loại đắt. Ok anh này, ok anh Thọ nhá. Cho em xin số điện thoại địa chỉ, em gửi cho anh một súng phun sơn loại đắt 505.000 nhá. Anh Trần Công Khiên ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Em gửi cho anh một súng ấy. Mọi người ơi đây nhá, súng đắt bên em này giá 505.000, mua một súng tặng kèm một lọc và hỗ trợ bao ship nhá. Đó,
Còn cái hàng vừa tiền bên em này là giá 390, cũng sẽ tặng kèm một lọc và bao ship. Đây, đầu bếp nhá mọi người nhá. Đây, đầu bếp bên em này. Súng nhá, đó. Cho em xin số điện thoại nhá hai anh nhá. Anh Khiên ơi, mấy anh Thọ ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi súng Quân Sơn cho anh nhá. Rồi em cảm ơn hai anh đã ủng hộ em, mỗi anh một súng Quân Sơn ạ. Đây nhá, đó, còn ai để súng Quân Sơn nữa thì mọi người để lại mã giúp em này. Mua một súng tặng một lọc và hỗ trợ bao ship luôn cho mọi người nhá. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán nhá. Có mũi lền hạt bi hai đầu. À đây, bi hai đầu, nếu lấy lên thì em có cái mũi này. Lền hạt bi hai đầu bên em có nhưng đang rút cửa, còn bi dưới thôi ạ. À, lấy lên hạt cơ mà quên, cái mũi lấy lên này, thôi tí lên luôn. Bi hai đầu anh lấy mũi bảo hạnh đi. Anh ơi, nếu như mà bi hai đầu thì anh lấy sang cái mũi này được không? Còn nếu như mũi hạt thì em chỉ còn lại bi dưới thôi. Đây nhá, nếu bi hai đầu anh lấy sang mũi này được không? Anh loại này full tốt luôn anh ạ. Cái loại này là dòng đắt bên em nhé. Cái dòng đắt bên em các anh thợ đang mua rất là nhiều luôn. Nhận hàng thì anh kiểm tra hàng này, và anh sẽ được thử qua với nước lọc nhé. Anh có thể được thử, anh thử qua được với nước lọc luôn giúp em. Đó thì bên anh sẽ mua súng, bên em sẽ tặng kèm theo một lọc và hỗ trợ bao ship nhé. Đó thì cho em xin số điện thoại, địa chỉ để em gửi cho anh nhé. Anh Khiên ơi, anh lấy súng phun sơn cho em xin số điện thoại địa chỉ để em gửi nhé. Vâng, ok anh Thọ ạ, thì cho em xin xin số điện thoại địa chỉ em gửi cho anh nhé. Vâng, anh gửi. Ok này, em thấy số điện thoại của anh Thọ rồi ạ. Rồi em cảm ơn anh nhá. Em gửi cho anh một súng Quân Sơn 505.000 ạ. Anh Khiên ơi, em còn ở đây không? Cho em xin số điện thoại để em gửi nhá. Anh Thái Vũ Bắc ơi, đây nhá, anh lấy sang cái loại 2 bi này được không? Cái loại này tay em đang cầm nhá, là dài 4/5 giá 270.000. Còn một loại là dài 6/5 là giá 350 nhá mọi người nhá. Đây ạ, đó, ai em chào anh Khương nhá. Đây mọi người ơi, ai lấy mũi này để lại cho em mã là bào cạnh 4/5 giá 270.000, còn 6/5 là giá 350. Em có mũi soi chỉ nổi nhá, em có mũi chỉ nổi ạ. Ok anh Khiên này, em thấy số điện thoại của anh Khiên rồi nhá. Chị xem anh Khiên có địa chỉ luôn không nhá. Anh Thọ ở thôn Trai Như, xã Bình Xuyên đúng không anh? Anh Bùi Đình Thọ. Anh Thọ ơi, có phải là địa chỉ của anh là ở thôn Trại Như, xã Bình? Ok, em thấy số điện thoại của em, cảm ơn anh Khiên nhá. Đây, mũi chỉ nổi bên em đây nhá. Mũi chỉ nổi bên em đây ạ. Đúng rồi, vâng, ok anh Thọ nhá. Rồi em cảm ơn anh ạ. Anh nha, xem lấy thêm sản phẩm gì nữa không thì em gửi cùng đơn nhá. À, đây nhá, cái mũi soi chỉ nổi bên em này, mũi bên em được làm từ hợp kim đức này. Cái mũi nhỏ bên em sẽ mũi nhỏ bên em là cao 2/5 giá 175.000, còn mũi to là cao 3/5 giá của nó là 190.000 nhá. Thì mọi người lấy mũi nào mọi người Anh Thảo Trương ơi, cái súng Quân Sơn bên em nhá, nhận hàng anh được kiểm hàng và sẽ được thử với nước lọc nhá, sẽ được thử với nước lọc ạ. Anh Khiên ơi, cho em xin thông tin địa chỉ của mình nhá. Anh Khiên ơi, cho em xin địa chỉ ạ. Em chưa có địa chỉ của anh nhá, cho em xin thêm địa chỉ để em gửi ạ. Anh Trương nhá, anh được thử với nước lọc ạ, xong đó thì nhận hàng, được thử với nước lọc và thanh toán nhá. Thì anh mà lấy thì để lại mã giúp em nhá. Bên em có hai dòng súng Quân Sơn ạ. Súng loại vừa tiền này là giá 390.000. Anh lấy loại vừa tiền thì comment cho em là súng 390. Còn anh lấy loại đắt thì comment cho em là súng 505. Sẽ được tặng kèm một lọc và bao ship ạ. Đây nha mọi người ơi, mũi chỉ nổi này, ai lấy cái mũi nhỏ 2/5 comment cho em là chỉ nổi 2/5 giá 190.000. Còn ai lấy mũi to 3/5 comment cho em là chỉ nổi 3/5 giá 190.000 nhá. Đúng rồi anh nhá.
Đây cái súng bắn đinh F30 nhá. Đây loại đẹp bên em nhá anh Khương ơi. Đây loại đẹp bên em luôn nhá. Hôm nào có mũi lền hạt bi 2 đầu 6/5 anh mua. Thế cho em xin số điện thoại đi anh. Anh Khải phụ bác ơi. Bảy trăm bốn mươi nghìn á, đây à, không thì mũi một đầu. Anh Thái phụ bác ơi cho em xin số điện thoại nhá, hàng về thì em gọi anh ạ. Cho em xin số điện thoại đi, khi nào hàng về thì em gọi anh ạ. Trần Công Khiên này cho địa chỉ rồi đấy chị. Ok anh Khiên nhé, em thấy địa chỉ của anh rồi, em cảm ơn anh ạ. Em chốt cho anh một súng quân sơn nhá. Đây anh Khương ơi, cái súng bắn đinh F30 loại đẹp bên em đây nhá. Súng bắn đinh giá 350.000. Ok em thấy số điện thoại của anh Thái rồi này. Khi nào hàng về em gọi anh nhá. Hàng về em gọi anh ạ. Đây anh Khương ơi, giá 350.000 cộng 20.000 phí ship là 370.000 anh ạ. Đây nhá, súng loại đẹp bên em đấy. Đó. Còn ai lấy súng bắn đinh nữa thì mọi người để lại mã giúp em là mã F30 nhá. Mã F30 giá 350.000 cộng 20.000 phí ship là 370.000 nhá mọi người nhá. Đó, đây. Súng bắn đinh bên em nhá. Anh Khương ơi, để anh xem anh có muốn lấy súng bắn đinh luôn không anh? Anh xem có muốn lấy thêm súng bắn đinh luôn không? F30, ok anh Khương này, cho em xin số điện thoại địa chỉ nha anh Khương ơi. Em chốt cho anh một súng bắn đinh F30 ạ. Anh Hiện ơi, súng bắn đinh em không có dòng F5 mà em chỉ có dòng T5 thôi. Dòng F thì em sẽ có dòng F30 nhá. Còn dòng T thì dòng 5 thì em có dòng T5 là giá 700 anh ạ. Giá 700 nhá. Anh ok anh Khương này. Chị ơi nhập số điện thoại của anh Khương xem có địa chỉ không này. 098 290 3276. Anh Khương địa chỉ là số 46 tổ 8 Phương Lam Trung, Phường Lam Khê. Anh Khương ơi, có phải anh còn ở địa chỉ là số 46 tổ 8 khu Lam Trung, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh đúng không anh? Anh xác nhận giúp em xem anh có còn ở địa chỉ này không nhá. Thì em gửi súng bắn đinh F30. Anh xem là anh còn ở địa chỉ này không nhá. Ok em chốt cho anh là một súng bắn đinh F30 là giá 350.000 cũng 20.000 phí ship là 370.000 ạ. Dạ vâng đúng rồi ạ. Vì thế mà hệ thống bên em mới có địa chỉ của anh đấy. Anh có muốn mua đinh không anh? Anh có muốn mua đinh không? Bên em bán cả đinh đấy. Bên em có bán kèm cả đinh luôn đấy. Thì anh có muốn mua đinh không anh? Đinh bên em là giá 45.000 một hộp mà 3.800 cái đinh anh ạ. Thì anh có muốn mua đinh luôn không? Thì em gửi kèm đinh luôn. À có, ok em lấy thêm cho anh một hộp đinh nhá. Anh muốn lấy mấy hộp ạ? Giá 45.000 một hộp là 3.800 cái đinh. Thì anh muốn lấy mấy hộp ạ? 45.000 một hộp anh ạ. Thì anh muốn lấy mấy hộp anh? Đây nhá mọi người ơi, cái mã sản phẩm tiếp theo này, mũi lấy lền nhá. Đinh đẹp anh ạ, đinh đẹp nhá. Đinh để mình sử dụng cho cái dòng F3 này này. Đinh đẹp luôn. Bên em là bán hàng đẹp mà anh, cũng không có bán hàng ấy đâu. Đây nhá mọi người ơi, mã sản phẩm tiếp theo này, mũi lấy lền bi 2 đầu nhá, giá 85.000 ạ. Giá 85.000 trên một mũi này. Ai lấy để lại cho em là mũi lền vàng nhá, mũi lền vàng giá 85.000 trên một mũi ạ. 85.000 một mũi nhá. Có mũi soi cánh tên không? Mũi soi, mũi tên có. Anh Thi ơi, mũi soi mũi tên anh cần mũi rộng bao nhiêu ly ạ? Anh cần mũi rộng bao nhiêu ly anh? Từ 6 ly là đến từ 5 phân luôn. Em có từ 6 ly cho đến 5 phân ạ. Thì anh đang cần kích thước bao nhiêu anh? Anh Khương ơi, anh lấy mấy hộp đinh anh? Anh muốn lấy mấy hộp đinh ạ? Giá 45.000 trên một hộp anh ạ. Anh ơi em có mũi 1/9 nhá được không anh? Em có mũi 1/9 được không ạ? Anh lấy súng đinh F30 25, 20, 15 mỗi loại 2 hộp. Chị xem là cái mã đinh bên mình có những mã nào. Đợi em một chút để em kiểm xem là còn mã nào nhá, còn mã nào nhá. Đinh
F30 này. Có F20, F25. 15 không có đúng không? 15 không có. À, anh Khương ơi, em có F30, 25 và 20, còn 15 em không có ạ. Thì em lấy cho anh là F30, 25 và 20 nhá. Mỗi loại 2 hộp, tổng là 6 hộp. Anh xem có ok không? Ok, ok, mỗi loại 2 hộp. 20, 25 và 30. Mỗi loại 2 hộp. Đợi em chút rồi em tổng đơn cho anh nhá. Anh hết 594.000, phí vận chuyển hết 45.000, tổng là 639.000. 594.000 tiền hàng. À, anh Khương ơi, đơn anh là hết 594.000 tiền hàng cộng với phí vận chuyển là 45.000, nó nặng hơn 6 cân cho nên phí ship hết 45.000 anh ạ. Thì tổng 639.000. Tổng là 639.000 anh nhá. 640.000. Vâng. Ok anh, vâng, ok anh Khương nhá. Rồi em cảm ơn anh Khương ạ. Đấy em tổng rồi đấy anh, đơn hàng của anh là hết là 640.000 cộng với 45.000 phí ship, vì cái đơn này nó cũng hơi nặng ấy. Đấy thì tổng sẽ là hết là 640.000 ạ. À đúng không? Đúng không? 640.000 tổng đấy anh. Và anh ghi vào tin nhắn để mẫu cho anh. Anh Thi ơi vào kiểm tra tin nhắn nhá, em đang gửi mẫu qua tin nhắn cho anh rồi đấy. Anh đang gửi em đang gửi mẫu qua tin nhắn cho anh rồi đấy anh. Anh trai một nghĩ bộ cứ lăn lưới bào em đang bán giá là 325.000 một bộ bao ship ạ. Bộ cắt bộ cứ lăn lưới bào 325.000 bao ship. Lọc khí á, lọc khí em có bộ to nhưng mà em không có mẫu ở đây anh Nguyễn Minh ạ. Cái lọc khí to bên em là giá 400 nhá, giá 400 nhưng mà em không có mẫu ở đây rồi. Chị ơi, tính chị chụp cho em cái hóa đơn của anh Nguyễn Phương gửi vào với cho em nhé. Anh bảo gửi qua tin nhắn hóa đơn. Tí chụp em rồi, tí anh gửi qua cho em. Anh em nhé. Đúng cái tốc của em. Nguyễn Phương. Chuẩn bị rồi nha anh ơi, chuẩn bị nha, chuẩn bị em xuống live đi nhá mọi người ơi, chuẩn bị em xuống live đi nhá. Đây mũi vàng đây. Đây nhá, mũi vàng bên em đây giá 85.000 nhá. Ai lấy để lại cho em mã là nền vàng. Anh Khương ơi, lúc đấy em tổng đơn cho anh rồi đấy. Anh có nghe rõ không ạ? Anh Khương là 840.000 cắt cho em ở đây nhá. Xong rồi gửi qua cho em. Đây nhá mọi người ơi, ai lấy để lại cho em là mũi nền vàng nhá, giá 85.000. À ok anh Khương nhá. Vâng ok anh Khương ạ. Tại vì là cái đơn hàng của anh là nó cũng hơi nặng một chút ý. Anh Nguyễn Minh. Ok, anh Nguyễn Minh lại sang bên này rồi. Anh Nguyễn Minh đang từ bên này sang bên này rồi. Chị gửi cho anh cái bộ lọc to ấy. Anh ấy đang lấy mấy thứ rồi đấy. Anh Minh ơi vào kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Thì để em gửi mẫu luôn. Nếu như mà anh ưng thì em sẽ dồn đơn luôn cho anh nhé. Anh đang lấy là một bộ tủ bếp này, một mũi đáy lền này, một đá mài. À quên, một mũi mài, mũi đục. Thì anh qua tin nhắn nhá, em gửi mẫu luôn nhá, xem là anh có ok không thì để em gửi đơn luôn anh nhá. Cái mẫu to đấy là 400, em đang không có mẫu ở đây. À, đây nhá mọi người ơi, ai lấy mũi này để lại cho em mũi mã là nền vàng nhá, 85.000. Mã nền vàng 85.000 nhá mọi người nhá. Anh Minh vào xem đi chị. Anh Minh ơi, vào kiểm tra tin nhắn giúp em luôn nhá, để em gửi mẫu nhá. À, mọi người ơi, còn ai muốn hỏi em mã sản phẩm gì nữa không? Còn ai muốn hỏi em mã sản phẩm gì nữa không mọi người? Anh Minh ơi, vào kiểm tra tin nhắn em gửi mẫu nha anh ơi. Em gửi mẫu để anh xem là ưng không thì em sẽ chốt dồn đơn luôn nhá. Em sẽ chốt dồn đơn luôn anh nhá. Nguyễn Hoàng, anh Nguyễn Hoàng ơi, anh còn ở trên live không?
Kè mũi để lên dài nhất bên em là 7/6. 7/6 anh nhá. 7/6 ạ. Anh còn ở trên live không? Mũi dài nhất là 7/6 nhá. Mọi người ơi, còn có ai muốn hỏi em mã sản phẩm gì nữa không? Còn có ai muốn hỏi em mã sản phẩm gì nữa không? Mọi người ơi, còn có ai muốn hỏi mã sản phẩm gì nữa không ạ? Súng phun á, súng phun sơn em lên rồi, em vừa mới lên xong. Đây nhá mọi người ơi, em lên lại nhanh lốt cái mã này rồi em sẽ xuống like nhá mọi người nhá. Em vừa mới lên xong nhá cái mã súng phun sơn bên em này. Em sẽ lên lại nhanh cái mã này nhá mọi người ơi, em sẽ bên em có hai dòng súng phun sơn nhá, cái loại này là dòng vừa tiền bên em này, là cái cổ bóp này, giá sẽ là 390.000 trên một bộ nhé, 390.000 trên một bộ này, em sẽ tặng kèm theo một lọc và bao ship. Còn loại này là loại đắt bên em nhá, đây mọi người nhìn nhá, cái loại đắt bên em này có giá là 505.000, sẽ tặng kèm một lọc và hỗ trợ bao ship ạ. Đây sẽ có hai loại như này cho mọi người nhé. Đó. Thì mọi người lấy loại nào mọi người comment loại đó giúp em này. Loại vừa tiền 390.000. Còn loại đắt là giá 505.000 nhé. Mua một súng tặng một lọc và hỗ trợ bao ship cho mọi người ạ. Đó. Thì mọi người muốn lấy loại nào thì mọi người comment cái loại đó giúp em nhé. Loại đắt là 505.000, còn loại vừa tiền là 390.000. Mua một súng tặng kèm một lọc ạ. Đỗ Tuấn inbox nhé. Anh Tuấn ơi, anh lấy loại nào thì anh nhắn tin vào tin nhắn giúp em nhé. Em vừa lên hai mã sản phẩm bên em cho anh xem đấy. Cái mã đắt là 505.000 tặng kèm một lọc và bao ship. Còn mã vừa tiền là 390.000 tặng kèm một lọc và bao ship nhé. Mọi người ơi, thì em sẽ xin phép là xuống like nhé. Em sẽ hẹn gặp lại mọi người ở một cái like sau nhé mọi người nhé. Thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem live của em từ đầu đến tận bây giờ nhé. Thì tất cả em cũng cảm ơn tất cả những khách hàng đã ủng hộ em trong phiên live ngày hôm nay. Thì đến ngày mai em sẽ xử lý đơn và đi đơn cho mọi người ạ. Thì em sẽ hẹn gặp lại mọi người một cái live sau nhé. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì em xin chào tất cả mọi người nhé.